Nay thầy dạy cho mấy con cách thức mà tu tập cho nó đúng cách. Tại vì trong cái vấn đề con ngồi xuống đi con, trong cái vấn đề tu tập á, thường thường là chúng ta tu sơ sót một ít thì nó bị ức chế tâm. Cái sơ sót đó là ví dụ như chúng ta gán quá thì nó sai. Bởi vì các con nhớ kỹ á, là khi tu tập á, là phải thấy được cái sự giải thoát ngay liền. Nó làm cho thân tâm nó thanh thản an lạc và nó vô sự. Nó thanh thản như thế nào, nó an lạc như thế nào. Nó an lạc là cái thân nó không có bị mệt nhọc, nó không có khó chịu. Mà cái tâm thì nó an lạc, nó làm cho cái tâm nó thanh thản, nó làm cho chúng ta nó không có nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, tức là nó thanh thản. Còn nó an lạc, cái thân nó an ổn, nó không có bị một cái chướng ngại gì hết, hoàn toàn gọi là nó an lạc. Vậy thì khi mà chúng ta tu, chúng ta thấy rằng mình tu tập nương vào cái pháp của Phật thì nó có sự an lạc. Mà nó có sự an lạc đó thì chắc chắn là quý con thấy là như bình thường hiện giờ đang mình xét cái thân của mình á, mình bình thường, mình đang sống như thế này, đang sống trước mọi người, mình thấy cái thân mình có an lạc không? Mình xem lại thì rõ ràng là mình thấy cái thân nó không có đau, nó nhức cái chỗ này hoặc chỗ kia, hoặc nó mỏi mệt, hoặc nó lừ đừ, thì tức là cái thân nó an lạc. Còn nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì nó làm sao nó an lạc được? Nó an lạc gì mà nó cứ gục tới gục lui? Thì như vậy do chỗ nào mà chúng ta tu sai cái chỗ này? Cái con xét mà nó thanh thản, nó an lạc, nó không có bị hôn trầm thùy miên, hoặc là nó mỏi mệt, nó làm cho mình khổ sở, thì cái đó mới gọi là tu theo đạo. Bởi vì cái pháp tu nó không có làm cho chúng ta khổ cái chỗ nào mà phải giải thoát. Cho nên Đức Phật nói pháp của ta đến không có thời gian, nghĩa là mình tu tập nó không có thời gian để mà tìm nó một ngày nào đó nó mới giải thoát, mà ngay khi mà tu tập là nó có giải thoát. Vậy thì bây giờ tâm mình này nó không sân, này nó không tham, nó không có gì hết đó, thì nó giải thoát cái gì? Thân mình nó không đau, không nhức thì nó giải thoát gì? Tức là nó thanh thản, an lạc cái gì? Mình cứ nghiệm xét đi. Rồi bây giờ bắt đầu, bây giờ mình tu tập nè, mình đứng lên ngồi xuống nghe nó mệt nhọc, nghe nặng nhọc. Thầy bảo là mình tu, ví dụ như năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành mà nó thoải mái, nó dễ chịu thì mình tu. Mà bây giờ nó không có thoải mái, dễ chịu thì tức là mình tu ít trở lại. Tại vì mình tu chừng năm hơi thở đi kinh hành một vòng, nó đâu có cái gì mà nó làm cho mình mệt nhọc đâu. Mà hai lần nó cũng chưa có mệt nhọc, mà ba lần chưa mệt nhọc, mà năm lần mệt nhọc thì tức là nghỉ. Nghĩa là có chướng ngại rồi, nó có nghe nó khó chịu, nó mệt nhọc, nó cực khổ quá, là do đó thì mình nghỉ. Thấy không? Một chút nữa là mình tu lại thì tức là mình đâu có giải thoát, chứ mình đâu có cái gì mà làm cho nó không giải thoát đâu. Còn bây giờ ví dụ như nghe thầy nói tu từ 10 phút đến 30 phút, cố gắng tu 10 phút được rồi, bây giờ ráng cho tới 30 phút, nghe nó mệt nhọc quá mà cũng ráng cho được 30 phút, đặng cho chiếm cái giờ của mình làm cho đúng chứ chưa thật đó, tu phải giải thoát. Chứ không phải chiếm cái giờ tu cho có cái giờ, mà tu phải tìm thấy từng giây từng phút trong sự giải thoát đó mới đúng. Cho nên người ta tu, người ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoảng, càng tu càng thích, càng tu càng thấy nó tiến bộ. Tiến bộ ở chỗ nào? Không phải chúng ta ngồi nhiều mà tiến bộ, mà tiến bộ ở chỗ là chúng ta thấy cái tâm nó thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái chỗ hàng ngày thấy tu tập nó thích thú, nó làm cho chúng ta vui, nó làm chúng ta thích một mình, không có chuyên ra cảnh. Còn mình thấy mệt nhọc, buồn bã, buồn ngủ này kia đủ thứ, là tại vì mình quá sức. Ví dụ như bây giờ thầy đứng, thầy nằm ngồi xuống, năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành một vòng, thầy thấy bây giờ nó còn thấy nó an ổn, mình thấy mình nhiếp tâm được, nó không có một cái niệm gì nó xảy ra trong đầu của mình hết, mình thấy hoàn toàn là vô sự. Do đó thầy ngồi xuống, thầy hướng dẫn tâm, thân tâm của mình tu năm hơi thở nữa, rồi đứng dậy, rồi đi kinh hành, rồi thầy ngồi xuống, thầy thấy nó cũng thoải mái thì tiếp tục thầy ngồi xuống. Mà nó không thoải mái nhất định là nghỉ. Bởi vì nó không thoải mái tức là nó ức chế rồi. Cho nên mình xét cái tu tập của đạo Phật, thầy đã nêu lên mấy cái chữ thanh thản, an lạc và vô sự. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta tu cũng phải thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu không thanh thản, an lạc, vô sự là sai. Nó có một cái trạng thái gì là nó sai. Bây giờ thí dụ như bây giờ trong khi cái giờ chúng ta tu, bắt đầu mình tu từ 7 giờ cho đến 10 giờ, mà bây giờ tu từ 7 giờ cho đến 8 giờ, cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ, thì trong khi 30 phút đầu chúng ta tu thấy tốt,
30 phút sau nghe nó mệt nhọc, nó bớt, thì chúng ta ngồi nghỉ, chúng ta xả đừng tu tập nữa. Không, chúng ta ngồi nghỉ, chúng ta xả, chúng ta ngồi chơi. Bây giờ ngồi chơi xả nó buồn ngủ, thì chúng ta đi kinh hành, đi tới đi lui, đi với một người mà đi vô sự, chứ không phải đi ở trong cái phương pháp mà để tập trung cho nó mệt nhọc nữa. Đi với, đi để cho nó động thân, đừng có để cho nó ngủ. Vì vậy mình đi tới đi lui, đi vòng vòng chơi vậy thôi, đi với một người vô sự. Mà giờ nó mỏi chân quá, đã mỏi chân tức là có chướng ngại pháp rồi, nó không thanh tịnh, nó không an lạc rồi. Do đó mình ngồi lại, mà khi mình ngồi lại thì lúc bây giờ nếu mà mình trong khi 7 giờ đến 8 giờ mà 30 phút đầu thì rất tốt, 30 phút sau, ví dụ 3 phút sau nó bị hôn trầm, nó bị buồn ngủ, mình đi kinh hành. Rồi bắt đầu mình ngồi xuống 5 hơi thở, rồi mình sử dụng cái hơi thở hít vô chậm chậm nhẹ nhẹ để cho phá cái hôn trầm. Thì thầy nghĩ rằng những cái phương pháp mà mình có thể mình phá hôn trầm trong lúc bị buồn ngủ đó, thì có thể mình sử dụng từ 5 hơi thở đi kinh hành mà thấy nó mệt nhọc, nó cực. Do đó thì mình lại sử dụng, mình ngồi, mình hít thở, hít một hơi thở chậm chậm, rồi thở ra chậm chậm, rồi thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi hít vô một hơi thở chậm, rồi thở ra chậm. Và cứ 5 hơi thở thì một hơi thở chậm nhẹ như vậy, và cuối cùng thì nó hết hôn trầm, nó không buồn ngủ nữa. Mà nó không buồn ngủ nữa thì chúng ta tư tỉnh và chúng ta sẽ nghe an lạc rõ ràng. Còn nếu mà nó còn buồn ngủ thì chúng ta sẽ không an lạc. Cho nên cách thức thầy dạy 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước rồi ngồi lại 5 hơi thở, đó là cũng là cái mục đích tập luyện để phá cái buồn ngủ hôn trầm, phá cái lười biếng giả dợt của mình. Cái thứ hai, cái hơi thở mà tập trung để gom cái tâm lại, để làm cho cái tâm nó không bị phóng dật, và cũng là cái phương pháp cũng phá hôn trầm. Bắt đầu mình bị hôn trầm rồi, mình hít chậm, hít thật chậm, hít thật sâu chậm, rồi bắt đầu thở ra cũng chậm, thật chậm, rồi cho hết hơi thở ra thì bắt đầu thở lại hơi thở bình thường, chứ không được tiếp tục hai hơi thở như vậy. Tại sao? Tại vì tiếp tục hai hơi thở như vậy thì chúng ta rất khó chịu. Do đó chúng ta chỉ thở một hơi thở gom tâm cho chặt, rồi bắt đầu thở lại 5 hơi thở bình thường. 5 hơi thở bình thường rồi, chúng ta lại thở một hơi thở chậm nhẹ như vậy nữa, và cứ như vậy mãi một hơi thì nó hết hôn trầm, nó hết hôn trầm, nó không còn buồn ngủ nữa. Nó như vậy, đó là cách thức chúng ta ngồi để mà hít thở mà phá hôn trầm. Còn cách thức kia 5 hơi thở đi kinh hành thì nó nhiều cái quay nghi, ngồi, đi, đứng để mà phá hôn trầm. Đó là hai cách phá hôn trầm. Và cách mà thứ ba để mà phá hôn trầm đó là chúng ta đi kinh hành, đi vòng vòng như thế này. Đó là sẽ phá hôn trầm. Cách thứ nhất, 5 hơi thở đi kinh hành là phá hôn trầm, đang bị hôn trầm. Cách thứ hai là phá hôn trầm, tức là thở hơi thở chậm và nhẹ này, một hơi thở rồi 5 hơi thở, rồi một hơi thở rồi 5 hơi thở, là cách thứ hai này cũng phá đang bị hôn trầm. Và cách thứ ba là cách ngăn ngừa hôn trầm là đi kinh hành. Chúng ta biết cái giờ đó chúng ta sắp bị hôn trầm, chúng ta đi kinh hành, chúng ta không ngồi thì hôn trầm sẽ không tới. Nó cách thức cái phương pháp mà đi kinh hành thì để mà phá hôn trầm, chúng ta có ba cái phương pháp để mà chúng ta phá. Thì cái phương pháp mà đi kinh hành vòng vòng đó, đi kinh hành mà vòng vòng đi nhẹ nhàng như người vô sự đó, đi mà vừa thanh thản, thì lúc bây giờ đó là cái phương pháp ngăn ngừa hôn trầm. Còn hai cái phương pháp kia là đối trị hôn trầm, đang bị hôn trầm, dùng nó để đối trị. Nó thì nhớ kỹ như vậy. Do trên sự tu tập á, mà chúng ta lưu ý, nếu mà chúng ta tu căng quá, tu thẳng quá, thì tức là chúng ta sẽ bị hôn trầm, sẽ bị hôn trầm. Sống độc cư quá thì chúng ta sẽ bị tuôn trào. Cho nên khi độc cư thì chúng ta cũng biết khéo léo sử dụng là cái giờ này chúng ta sống cố gắng phòng hộ mình, thì cái giờ sau chúng ta đi kinh hành, hay hoặc là chúng ta lao tác nhổ cỏ, hoặc là quét sân, hoặc làm cái gì đó để cho nó thoải mái, nó dễ chịu hơn là chúng ta ngồi không. Vì chúng ta ngồi không thì cái chúng ta chịu không nổi sự tuôn trào đâu. Chúng ta làm công việc gì nhẹ nhàng, sau khi cái tâm nó chịu độc cư rồi thì hoàn toàn lúc bây giờ nó không có cần mà chúng ta lao động đâu. Nghĩa là nó không có thích lao động, nó hoàn toàn nó vô sự. Còn bây giờ tâm chúng ta nó cô đơn, nó chịu không được, cho nên nó thích lao động. Vì vậy mà chúng ta tùy theo cái sở thích đó mà nương dần nhẹ để hướng dẫn nó dần đi vào cái chỗ độc cư. Vì vậy mà khi mà chúng ta nghĩ rằng mình bị hôn trầm, thùy miên, vô ký hay bị loạn tưởng, bị cô đơn, rồi chúng ta đi kinh hành một cái vòng rộng,
thì dòng rộng tức là dễ cho cái tâm chúng ta bị phóng dật ra thấy hình ảnh này, hình ảnh khác, nó dễ phóng dật, cho nên chúng ta đi trong cái dòng hẹp, đi dòng dòng thấp của mình thôi, không có đi dòng dòng sân của mình thôi, không được đi ra. Còn bây giờ nếu mà trong khi đó chúng ta không chịu đi á, thì chúng ta sẽ ở trong thất đóng cửa, thì chúng ta sẽ bị hôn trầm, sẽ bị hôn trầm. Cho nên chúng ta thường thường cái người tu á, chúng ta đi ở trong cái dòng hẹp, nhưng mà dòng hẹp đó không có nghĩa là chúng ta đi đi ở xung quanh nhà, trong cái phòng nhà của mình, mà phải đi ra ngoài sân cho nó thoải mái, nhưng không được đi ở trên cái dòng rộng quá. Vì đi dòng rộng quá mắt chúng ta không phòng hộ, thì khi mà gặp cảnh, gặp đối tượng thì tâm nó sẽ bị phóng dật. Nó phóng dật thì tức là nó sẽ ghi vào trong đầu chúng ta, khi trở về thất ngồi lại thì những cái hình ảnh sai trái đúng phải mà các tu sĩ khác đang tu họ gieo vào ở trong cái đầu óc của chúng ta làm cho chúng ta bị đầm. Cho nên những cái này chúng ta nên đề phòng và cẩn thận khi không tu tập. Mà đã tu tập thì nhất định phải tu tập. Một tháng thứ nhất không thành tựu thì tháng thứ bảy phải thành tựu. Như Đức Phật đã nói, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà bây giờ mình cho rằng mình tu tháng thứ nhất, chứ mình không dám chắc rằng mình tu trong 7 ngày mà thành tựu được. Mình cho tháng thứ nhất. Mà tháng thứ nhất nhất định là quyết tu cho đúng, đừng sai, thì tháng thứ nhất chúng ta sẽ thành công. Tức là chúng ta sẽ nhập tứ thiền và thực hiện tam minh. Mà nếu chưa được thì tới tháng thứ bảy chúng ta phải xong. Nghĩa là hoàn toàn trong 7 tháng mà chúng ta nỗ lực tu tập thật sự, đừng có để mà phá độc cư, đừng luôn luôn lúc nào cũng phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, và lúc nào tu cũng thấy thanh thản an lạc vô sự, đừng có để cho nó bị hôn trầm thì miên gục tới gục lui, rồi tâm trạo cử đến cái mức độ không có chịu nổi, nó luận thế này nó luận thế khác không có chịu nổi, thì nó đánh chúng ta sẽ bước đi, nó đánh chúng ta sẽ bị rơi đi. Cho nên chúng ta quyết định tu, nhưng tu đúng cách, đừng có căng quá mà cũng đừng chùng quá. Căng thì như dây đàn, mà chúng ta căng thẳng thì Đức Phật đã nói căng thẳng thì đứt dây, mà hãy chùng quá thì nó không thành âm. Cho nên người tu hành phải khéo léo, mà Đức Phật đã ví dụ cho chúng ta biết như dây đàn, không được căng quá. Vì chúng ta có nhiệt tâm tu hành, nhưng chúng ta lại tu đúng pháp chứ không sai, nhưng vì chúng ta quá căng, tu nhiều quá, quá căng thì như dây đàn đã căng thẳng. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, chúng ta tu kêu là tu cầm chừng, tu mà gọi là tu cho có tu thì nó trùng quá, thì nó cũng không phát âm ra được, nó cũng không thành tựu được. Cho nên chúng ta tu lúc nào chúng ta cũng tu, nhưng mà tu đúng cách, nó không căng, mà giữ gìn cho nó, giữ cho được cái tâm của mình thanh thản an lạc và vô sự. Ngừa trước tức là ngăn trước những pháp ác, tức là chúng ta ngăn, đừng có cho để nó xảy ra, biết rằng chúng ta sẽ bị hôn trầm, nhưng mà chúng ta ngăn, đừng có để bị hôn trầm. Thì ngăn thì có cái pháp để chúng ta ngăn, tức là chúng ta biết cái giờ đó chúng ta sẽ bị hôn trầm, hay hoặc là chúng ta tu như thế này sẽ có bị hôn trầm, cho nên chúng ta chuẩn bị ngăn nó, không có được để cho nó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta tập đi kinh hành, trong khi đi kinh hành chúng ta như người vô sự, thỉnh thoảng chúng ta nhắc tâm như đất, không có tham sân si nữa, rồi chúng ta lại đi chơi chơi như cái người vô sự đi chơi vậy thôi, đi tới đi lui, mắt thì nhìn xuống không ngó hai bên. Nghĩa là bây giờ như quý vị mà đi vòng vòng cái tổ đường này, mắt nhìn xuống không ngó bên đây, không ngó bên đây, ai làm gì làm chẳng biết mà chỉ biết ngó xuống. Thứ nhất là chúng ta thực hiện từ tâm, lòng từ của chúng ta nhìn dưới đất để tránh những con vật nhỏ nhất như kiến trùng dế ở dưới chân chúng ta, để tránh khỏi giằm đạp. Giả lại nó cũng giúp cho chúng ta tỉnh thức, khởi được lòng từ bi thương xót của loài chúng sanh. Cái thứ hai là giúp cho chúng ta nó phá được cái hôn trầm. Chúng ta đi nhiều càng tốt, nhưng đi với một cái người vô sự, chứ không phải đi với cái tánh cách là bặm môi, cố gắng để tập trung để cho biết bước chân đi, chúng ta không cần nó biết. Nhưng chúng ta đi để mà lưu ý những cái sự kiện xảy ra ở dưới chân chúng ta, để tránh dặm đạp tất cả những loài chúng sanh, để thực hiện lòng từ bi. Một con vật, lỡ nó một con vật, con kiến mà thấy nó bị gãy chân thì chúng ta nên giúp đỡ nó, đưa nó vào ở trong nơi khác. Chúng ta làm những cái công việc nhỏ nhặt như vậy, nó nói lên được lòng từ, khởi được lòng thương yêu của chúng ta. Nhưng chính chúng ta đang tu mà rất là thanh thản. Khi chúng ta làm một việc từ thiện như vậy, chúng ta thấy tâm hồn mình rất vui. Khi chúng ta thấy trong vũng nước có một con kiến
đang chớ giới trong dũng nhớt, chúng ta lấy ngón tay để cho chúng làm một cái phao nằm trên ngón tay, chúng ta đưa vào cái đất mà không có nước, thì chúng ta để cho con kiến tỉnh rồi bò đi. Chúng ta làm những công việc chính chúng ta đã thực hiện lòng từ với một sự thương yêu, và chính chúng ta đã tu thanh thản an lạc vô sự. Cho nên tất cả những cái sự việc mà chúng ta làm thì chúng ta thấy nó như thế nào mà có ý nghĩ của đạo Phật, có sự giải thoát, có sự thiện pháp trong đó. Các con nghe em cũng âm cấp cô độc, ông ta đến với Đức Phật, sau khi được Đức Phật dạy cho ông ta tu thì ông ta tu tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xả, và cuối cùng ông xả sạch tức là ly dục ly ác pháp do tâm từ bi của ông. Thì do đó chúng ta khởi được cái lòng từ bi, hành động của chúng ta hàng ngày đối với chúng sanh, có mỗi con vật gì mình đều cứu giúp cho chúng thoát được cái chết, thì chúng ta cũng thấy hạnh phúc và an lạc trong lòng chúng ta. Do từ cái từ tâm đó mà người khác chửi mình, người ta mắng mình không có giận hờn, mình có không tham muốn nữa, thì tức là rõ ràng là do từ tâm đó mà chúng ta ly dục ly á pháp được, mà chúng ta nhập sơ thiền, cuối cùng ông chứng quả A-la-hán do cái pháp tứ vô lượng tâm. Thì tứ vô lượng tâm có dạy chúng ta phải ngồi thiền, phải đi kinh hành có gì đâu. Hằng ngày ông sống, ông dì khởi cái tâm thương yêu, chăm sóc những cái loài vật xung quanh ông để cho nó thoát khỏi những cái sự vô tình, cũng như là cái sự vô tình xảy ra, mọi vật giết hại nhau. Ông chỉ khởi tâm của mình giúp đỡ cho chúng đừng có giết hại nhau, đừng có vô tình mình mà làm cho chúng đau khổ. Và cuối cùng thì ông là chứng quả A-la-hán. Ông tu cách thức bình thường, không có cái gì mà khó khăn, đâu phải ngồi thiền nhập định đủ thứ đâu, mà chính cái lòng từ ông thực hiện đến cái mức độ ông không còn tham sân si nữa. Mà mục đích không tham sân si là đạo giải thoát rồi. Đó là cái tu rất là tự nhiên. Cho nên khi mà Đức Phật dạy ông Châu Lợi Bàn Đạt ngồi đó mà quét tâm, thì ông thật sự ra ông ngồi đó quét tâm bằng trên tứ niệm xứ, thì ông tự nhiên chứ không có dạy ông ngồi thiền hơi thở hít thở cái gì cả hết, phải không? Ông không dạy ông nhiều đâu, mà trái lại ngồi đó ông quét cái tâm ông thôi. Thì ông quét cái tâm ông bằng cách nào? Thì ông phải nhìn ở trên thân thọ tâm pháp của ông, có cái gì chướng ngại trên đó là ông đẩy lui thôi, tức là ông quét sạch cái tâm của ông đó. Nói thân thọ tâm pháp chứ thì thật ra mỗi mỗi nó cũng đều do tâm của mình. Vì vậy trong kinh Pháp Cú tâm dẫn đầu mà. Nếu mà tâm làm điều thiện thì nó giải quyết được bốn chỗ này đều đẩy lui chướng ngại pháp. Nếu mà tâm làm điều ác thì tức là bốn chỗ này nó sẽ có những cái thọ khổ đau của nó. Cho nên rõ ràng là tâm dẫn đầu. Mà nói quét tâm tức là ở trên tứ niệm xứ mà quét được cái tâm sạch sẽ, làm cho tâm thanh tịnh. Thì ngồi, khi mà thầy nhận ra được cái pháp của Phật, thì biết được cái pháp như lý tác ý, thì đâu có còn khổ cực khổ như ngày xưa mà khi tu tập pháp hy vọng đâu. Vậy mà thầy ngồi chơi, hoặc là ngồi bán già, hoặc là ngồi kiết già, hoặc là đi kinh hành, đều là thầy quan sát trên thân thọ tâm pháp của mình với một cái sự người vô sự, rồi cứ mỗi chướng ngại gì trên đó mà đẩy lui. Mà không chướng ngại thì thường nhắc tâm, tâm như đất, không có tham sân si nữa, cứ nhắc mãi, rồi nhắc một lời nhắc, rồi cứ thanh thản mà đi chơi chứ còn không có làm gì nữa hết, hoàn toàn thấy nó thanh thản an lạc vô sự. Và cuối cùng thì tâm thầy hoàn toàn không phóng dật, nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng định trên hơi thở của nó. Đó là một cách tu rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Và vì vậy mà suy ra các bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật ngày xưa, như em của ông cấp của Đạt, cũng thực hiện lòng từ. Ông hàng ngày ông sống xung quanh thất, ông không đi chơi với ai hết, nhưng mà ông khởi sự lòng thương yêu của ông đối với những vật xung quanh thất ông. Mỗi một con vật rơi trên vũng nước, một con kiến nhỏ ông đều vớt, ông bỏ lên bờ. Ông dùng những chiếc lá cây, ông cứu biết bao nhiêu loài vật đã bị một cơn mưa. Và do đó ông thấy lòng ông thanh thoảng an lạc, và từng đó lòng từ ông phát triển đến mức độ ông không còn tham sân si nữa. Ông tu rất tự nhiên, đâu cần phải ngồi thiền, đâu cần phải niệm Phật, đâu cần phải tu tứ niệm xứ gì đâu. Nhưng mà khởi sự được lòng từ thì tham sân si đều quét sạch. Đúng là chúng ta tu theo pháp Phật, tuy rằng Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo rất nhiều, từ tứ chánh cần, từ tứ niệm xứ, tứ bất hoại tình, tứ nhĩ ý túc cho đến tứ thánh định, tất cả những cái pháp này đều thực hiện duy nhất có cái tâm không còn tham sân si nữa mà thôi.
Nhưng ở đây chúng ta mỗi người đều có căn duyên với một pháp. Chúng ta thích cái pháp nào thì chúng ta chấp nhận hai pháp đó mà thực hiện. Người tu tứ vô lượng tâm, người tu tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta ngồi đây mà quan sát trên tứ niệm xứ mà tu tập thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát thì chúng ta dùng pháp tứ niệm xứ mà tu. Còn nếu chúng ta tu tứ chánh cần thì chúng ta phải tu định niệm hơi thở, định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác. Tứ chánh cần nó có nhiều pháp, pháp ngăn và pháp diệt, cho nên nó nhập ngàn ghê gớm. Vì vậy mà tứ chánh cần phải dùng cho người cư sĩ. Tại sao vậy? Tại vì người cư sĩ người ta chung đụng với ác pháp, cho nên người ta phải tu tập để người ta ngăn và diệt nó. Còn chúng ta là những tu sĩ thì chúng ta có gì đâu, ngồi không chứ đâu có gì đâu, không có lao tác, không có gì đâu. Chúng ta khởi sự, chúng ta tu tập thì quá dễ dàng. Cho nên 7 tháng, 7 năm là chúng ta thành tựu. Nếu trong 7 tháng không thành tựu thì 7 năm. Thì như vậy rõ ràng cái thời gian chúng ta đâu phải dài. Tại sao chúng ta xét qua cái thời gian về đây các con tu tập với thầy, có nhiều người đã 2-3 tháng rồi mà chưa xong gì hết, cũng vẫn còn thấy như mình mới vào, chưa có kết quả gì hết, thấy chút chút thanh thản an lạc vô sự. Tại sao vậy? Tại vì mình còn duyên hoài thế nhiều quá, tức là mình còn phóng dật nhiều quá. Khi khép chặt vào đây, quyết định là 1 tháng phải thành công, quyết định là 7 tháng phải cho thành tựu, thì như vậy sự quyết định của mình, sự nhiệt tâm như thế nào, tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, làm sao cho đừng bị ức chế tâm. Không khéo rồi chúng ta sẽ ức chế tâm, mặc dù pháp đó là pháp của Phật, nhưng không khéo vẫn bị ức chế tâm. Vì vậy mà từ xưa đến giờ các tổ đâu phải tu sai pháp của Phật, nhưng tại vì các ngài tu không đúng cách mà bị ức chế tâm, từ đó kiến giải đẻ ra pháp ức chế, chứ đâu có gì sai. Nhưng mà ức chế thì nó lại giống pháp của ngoại đạo, của các đạo khác rồi. Bởi vì các ngoại đạo nó đều tu pháp ức chế, còn mình vẫn đi theo đạo Phật, nhưng mình không hiểu cách thức tu, cho nên mình biến thành cái pháp Phật, trở thành pháp ức chế, thì pháp ức chế nó sẽ giống pháp của ngoại đạo. Khi pháp đã giống, khi mà pháp tu tập đã giống pháp ngoại đạo, thì tức là chúng ta bị đồng hóa ngay liền pháp của ngoại đạo, vô tình chúng ta bị đồng hóa. Nghĩa là các tổ có nhiều người, người ta vô tình chứ người ta không có ý để mà người ta diệt Phật giáo, người ta dìm Phật giáo. Người ta vô tình, người ta chỉ tu nhưng mà cách thức tu tập không có người kinh nghiệm dạy, cho nên người ta đã tu sai. Sai pháp thì đúng nhưng mà hành động tu lọt vào ức chế, cho nên thành sai mà không biết. Cho nên khi mà thầy nhận ra được cái pháp của Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy, thầy mới nhận ra được như vậy tu nhẹ nhàng quá, không có khổ như trước kia nữa. Và do đó bây giờ mình ngồi chơi vẫn thấy giữ được tứ niệm xứ của mình thanh tạng an lạc vô sự. Chỉ có pháp hướng, để chờ cho cái pháp hướng đủ cái năng lực của nó thì mình sẽ nhập các định. Sự suy tư của thầy như vậy nó giúp cho thầy đi đúng cái quỹ đạo của đạo Phật, làm cho thầy không còn ức chế tâm ngồi chơi và chứ không còn mà ngồi đó để giữ cái tâm không vọng tưởng, ngồi chơi để mà quan sát thân thọ tâm tháo, tâm và pháp của mình có thanh thản an lạc hay không, chỉ xem nó có an lạc thanh thản hay không, chỉ xem nó có giải thoát hay không. Nếu nó không giải thoát thì ít ra nó có khởi niệm nào đó, mà niệm thì phải có tham, có sân, có phiền não, có lo thì nó mới có những cái niệm đó. Mà cái niệm mà nó không tham, không sân si, nó đi vào cái chỗ nào thì phải truy ra tất cả những cái niệm đó. Do vì vậy mà sự truy ra đó, thầy đã tìm thấy được cái sự xả ly hơn là ngồi ức chế tâm trong vọng tưởng. Cho nên từ khi biết pháp của Phật rồi, mặc dù mấy con về để tu tập, hầu như thầy đã nhìn thấy qua cái sự tu tập của các con có cái gì ức chế ở trong đó, chứ chưa phải xả. Thầy nhìn thấy nhưng mà nó nói không biết nói làm sao để cho các con hiểu được cái xả. Vì các con hãy tu là dường như là các con đã lọt vào một cái thói quen là ức chế tâm. Cho nên khi đó có khi mà các con trình cho thầy, thầy biết rằng có ức chế, có ức chế dù là ít nhiều, nó làm cho các con thấy nó có cái mệt nhọc, có cái khó khăn. Hễ càng tu tập, càng cố gắng nỗ lực thì nghe nó mệt nhọc, càng bị hôn trầm. Và càng cố gắng, càng nỗ lực thì bị loạn tưởng. Nó sanh ra điều này, nó sanh ra điều kia, nó luận điều này, nó luận điều kia, nó thậm chí như nó luận, nó đến đổi, nó không tin thầy nữa.
Tất cả những cái này đều là do cái chỗ ức chế tâm mà sinh ra, thầy biết. Cho nên hôm nay thầy nói thật sự, tu làm sao mà nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng phải thấy từng phút giây giải thoát của tâm hồn. Cái mà không giải thoát tức là chúng ta vẫn biết được chứ, vẫn thấy được cái sai của mình chứ. Mặc dù pháp đó pháp đúng chứ không phải là pháp sai, nhưng tu tập sai. Vì vậy mà các con lưu ý trong cái phần tu tập của mình, nếu trong một giờ mà tu mà thấy rằng không thanh thản an lạc vô sự thì hãy trình với thầy. Nghĩa là mình sống với một cái người sống bình thường như mọi người, người ta chạy theo dục lạc, người ta không thấy cái gì, người ta không tu gì hết. Còn mình biết pháp tu, nhưng mà mình tu như thế nào như cái người bình thường vô sự, chỉ có duy nhất là không tham sân si mà thôi, có mình duy nhất thôi. Khi nào trong tâm nó có tham sân si thì phải đuổi ra, phải làm sao cho những cái niệm đó không còn nữa thôi. Còn cái niệm mà duy nhất mà gọi là vô lậu, đó là cái niệm thanh thản an lạc và vô sự. Cái niệm đó chính là sự giải thoát của tâm hồn chúng ta. Cho nên cố gắng tu tập đúng. Thầy không biết làm sao thầy hướng dẫn, và đồng thời thì lúc này thầy không có thời gian. Chứ thật có thời gian thì mỗi đứa đều được thầy nói thật sự ra. Thầy ngồi đây, thầy bữa nay thầy dạy đứa này, ngày mai thầy dạy đứa khác. Ngồi đây suốt cả giờ cả buổi để xem coi quý con tu như thế nào, các con tu cách nào mà bị ức chế. Thầy ngồi đây để mà xem cho các con đi kinh hành, ngồi xuống một dòng, hai dòng, ba dòng, thầy hỏi tu về thanh thản hay là không thanh thản. Nếu thanh thản thì tiếp tục tu, mà nếu không thanh thản thì xả đó, phải tu như vậy. Cứ sửa lần như vậy thì mai có, mai ra mấy con sẽ không còn bị ức chế. Còn nếu mà thầy cứ ngồi làm việc như thế này thì chắc chắn mấy con tu rút hơn là mấy con sẽ bị ức chế. Đó là cái nỗi thoát khỏi nỗi khổ tâm của thầy. Bây giờ trong cái giai đoạn cả một con người trên hành tinh này, cả một số lượng người trên hành tinh này đang thiếu đạo đức, đang cần thầy phải viết bộ sách đạo đức. Thế mà bây giờ ngồi chăm sóc mấy con thì cái đạo đức này biết chừng nào mà ra. Mà nếu mà ngồi im lặng để mà soạn thảo bộ sách đạo đức thì mấy con ở ngoài này tu điên tu khùng hết rồi. Mặc dù các con tu đúng pháp Phật chứ đâu phải sai, nhưng mà tu quá sức mình, tu không đúng cách, cho nên nó đã làm lợi. Thầy biết rõ điều này, nhưng làm sao bây giờ một mình làm sao chia sẻ được điều này. Nó làm cái khổ. Nếu mà phải chia có một người được như thầy nữa thì một người lo chăm sóc cho mấy con tu tập và một người lo soạn thảo đạo đức thì điều này là điều hạnh phúc biết bao nhiêu. Một người làm sao mà chia làm hai công việc làm được. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con tu đúng, ráng cố gắng tu đúng, rồi khi thấy mệt nhọc thì hãy xin cô Út cho gặp thầy liền để thầy chuẩn bị sửa sai. Hôm nay thầy thấy mấy con ở trong thất đóng cửa không đi kinh hành nhiều, thầy lo lắng lắm. Tại sao? Tại vì mấy con phải biết rằng cái phương pháp của Phật là phải đi ra, nhưng mà đi ra làm sao mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Đi không được ngó qua ngó lại, đi không được nhìn tới nhìn lui, mà đi phòng hộ mắt tai mũi miệng, không được nói chuyện, không được tiếp duyên, không được hoàn toàn tất cả mọi cái mà thầy đã nêu lên, từ cái giới trọng đến cái giới khinh đều phải giữ gìn trọn vẹn. Và giữ gìn trọn vẹn tức là bị ức chế, nhưng ức chế trong cái không ức chế. Mình vừa ức chế đó chứ sự thật là mình không ức chế, tại vì luôn lúc nào mình cũng giữ được cái tâm, mình theo được cái pháp, cho nên tâm của mình thanh thản an lạc vô sự, cho nên nó không bị ức chế. Còn không khéo thì mình sẽ bị ức chế. Bây giờ các con đã biết cách chưa? Nếu chưa biết cách thì hãy tập lại ngay từ ban đầu. Thứ nhất là phải nghe lời thầy, ăn ngày một bữa, không được ăn uống phi thời. Dù chết nhất định là chúng ta chết trên pháp của Phật, thừa tự pháp chứ không được thừa tự thực phẩm như trong bài kinh Đức Phật đã dạy. Cái thứ hai là độc cư trầm lặng, sống như con tuy ngưu một sừng mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đó là cái thứ hai, phải trầm lặng sống độc cư hoàn toàn. Nghĩa là trong cái thời gian từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ bảy, khoảng thời gian này chúng ta quyết định là phải chứng đạt được tam minh trong 7 tháng. Thì trong 7 tháng đó phải giữ trọn vẹn như thế nào? Sống trầm lặng một mình độc cư. Và mọi cách thức phải phá cho được hôn trầm, tức là phá cái trạng thái si mê của chúng ta. Phá cho được hôn trầm, phá bằng cách nào? Có 3 cái phương pháp mà để chúng ta phá. Không được để cho trạng thái hôn trầm xảy ra rồi mới phá là muộn.
Cho nên chúng ta ngăn ngừa trước, mà đã có xảy ra thì chúng ta có phá phá, nó được nhẹ nhàng. Đợi cho nó hôn trầm mà đi nó lủi qua lủi lại, đi mà không nó quên mất đi, không biết đường đi. Đó là để nó quá nặng, như vậy là quá vất vả, quá khổ. Vì vậy trong cái bước đường tu mà để đến đổi như vậy thì nó sẽ xảy ra ảnh hưởng của cơ thể, nó sinh ra nhiều bệnh tật, nó làm chúng ta, bước đường tu tập chúng ta thối diện. Cho nên nhớ kỹ trong cái vấn đề tu tập thì mấy con nhớ rằng thanh thản an lạc vô sự, đó là một cái trạng thái vô lậu. Vì vậy mà chúng ta biết được cái tâm mình giải thoát từng phút từng giây nó ở chỗ nào, biết được. Và sự tu tập của chúng ta tự nhiên hơi tâm mà biết hơi thở là tốt. Đừng có gò bó nó trong hơi thở nhiều quá là không tốt. Cũng như đừng có gò bó tập trung nhiều trên bước đi là không tốt. Mà để tự nhiên nó biết bước đi là tốt nhất. Chúng ta duy nhất có một pháp mà chúng ta cần phải tu tập nhiều nhất, đó là pháp như lý tác ý. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ tâm như đất, không có tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly á pháp nhập sơ thiền, cứ nhắc bấy nhiêu đó tạm đủ cho chúng ta trên bước đường tu tập. Nhưng tâm hồn phải thanh thản an lạc, nhưng phải sống trọn vẹn độc cư, không được tiếp duyên ngoại duyên. Vì tiếp duyên ngoại duyên thì không bao giờ chúng ta thực hiện tâm không phóng dật. Nhớ kỹ những điều mà thầy dạy rồi về tu tập. Tu tập rồi thưa hỏi để không khéo mất thì giờ, thầy bảo đảm cho quý vị sẽ tu tập 7 tháng, tệ nhất là 7 năm. Nếu quyết tâm theo thầy, sống đúng thì chắc chắn là trong vòng 7 tháng là xong. Mà nếu mà tu mà không đúng cách, bây giờ 70 năm, 700 năm, 7 triệu năm chưa giải thoát. Nghĩa là tu sai là không bao giờ giải thoát. Đó là cái điều kiện có thời gian xác định, quyết định cho sự tu tập của chúng ta mà trong kinh điển của Phật đã xác định. Mà đã xác định thì không bao giờ ông Phật nói láo chúng ta đâu. Là con người nào tu đúng là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thời gian 7 năm chúng ta không lâu đâu. Chứ đâu phải chúng ta tu 20-30 năm mà mới xong sao? Nghĩa là cái thời gian chúng ta 7 năm chúng ta không lâu. Nhưng mà chúng ta 7 tháng chúng ta thấy quá nhanh. 7 tháng quá nhanh. Mà 7 tháng quá nhanh mà đạt được thì đó là quá hay rồi chứ gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy 7 tháng mà làm cái này thì chúng ta có thể làm được, chứ phải chi 70 năm như thế này thì quá già, chúng ta làm không nổi. Mà Đức Phật có 7 năm thì chúng ta thấy cũng không dài đâu. Nhưng 7 năm chúng ta cũng ớn đó. Nhưng 7 tháng bây giờ sống như thế nào? Ăn, ngủ, độc cư, không lẽ chết trong 7 tháng này được sao? Chắc chắn mình sẽ làm được mà. Cho nên thầy lấy cái mực thời gian trung bình mà thầy xác định là con người sẽ chúng ta thực hiện được. Không đến đâu 7 năm. 7 năm chỉ là cái người quá tệ như thế nào đó mới 7 năm. Tu mà giữ gìn cái thân mình như thế này, an lạc như thế này mà tới 7 năm thì quá lâu. Phải không? Bởi vì chính mình không giữ gìn đúng cách cho nên nó không thanh thản an lạc gì vậy mà 7 năm chưa rồi. Còn bây giờ nếu mà giữ đúng cách của nó thì 7 tháng là quá dài rồi. Thầy nói thật sự 7 tháng đối với chúng ta chưa đầy 1 năm mà tu hành chưa đầy một cái thời gian, chưa đầy 1 năm mà cái nhiệt tâm chúng ta còn nhiệt quyết quá mà. Thành ra nó cái thời gian nó không dài, nó vừa trung bình cho chúng ta tu tập mà. Cho nên thầy nói nghĩ rằng nếu mà tôi biết được cái pháp, tôi giữ gìn đúng, tôi sống độc cư đúng, trong 7 tháng tôi chịu khó tôi giữ gìn đúng, nó sẽ đạt được. Và như vậy rõ ràng là nó đâu phải là cái pháp của Phật khó đâu, đâu phải là cái pháp thời gian nó dài. Chúng ta đừng nghe nói rằng tu nhiều kiếp nhiều đời, đâu có. Ông Phật xác định rõ ràng mà người nào tu tứ niệm xứ thì trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, có phải đúng không? Nếu ông Phật là cái người nói láo gạt chúng ta như vậy sao? Sao lại thầy 6 tháng được? Thì như vậy rõ ràng là đâu có nói láo, tại thầy tu sai pháp tới 9 năm. Chứ còn nếu mà thầy tu đúng thì nó đâu có phải vậy. Còn bây giờ quý con chưa có biết pháp gì hết, quý con vào đây quý con tu đúng lời thầy dạy thì chắc chắn là cao lắm là trong cái thời gian 7 tháng là quý con sẽ được liền. Thứ thật mình hằng ngày mình giữ cái tâm của mình giải thoát, giờ phút nào cũng giải thoát, tâm có niệm tham sân si thì cứ đẩy lui nó hết. Và cứ như vậy cuối cùng là cái thời gian 7 tháng tâm sẽ hoàn toàn quay vào.
Và trong cái thời gian nhập định nó đâu có lâu, bởi vì nhập định nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vậy mà chỉ cô dùng cái pháp hướng mà ra lệnh, tâm phải nhập cái định này, tâm phải nhập cái định kia, nó sẽ nghe theo chúng ta mà nó nhập. Do đó khi đó chúng ta thực hiện tâm minh cũng vậy, là chúng ta hướng tâm, nhắc cái tâm phải về quá khứ, biết đời này đời kia, thì do đó túc mạng chúng ta sẽ thực hiện được. Thiên nhãn chúng ta muốn không có cái không gian dài, thì chúng ta hướng tâm mình, nhắc bảo nó phải thấy biết cái này cái kia, ở tất cả cái không gian vũ trụ này nó đều thấy biết hết, thì cái thiên nhãn minh của mình nó thực hiện. Và lậu tận minh, cái nguồn gốc mà tái sanh luân hồi của con người, phải tìm hiểu coi nó hiểu chỗ nào, thì dẫn tâm đi, thì cái tâm nó sẽ tìm hiểu được cái nguyên nhân mà sanh ra con người, nó biết rất rõ. Thì sau khi nó rõ thấu tất cả những cái điều đó rồi, thì nó nhìn lại nó thấy toàn bộ là cái mầm mà tái sinh luân hồi ở trên thân thọ tâm pháp của nó không còn nữa. Tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó hoàn toàn không còn nữa. Thì tức là nó đã chấm dứt tái sinh luân hồi, nó biết được cái chỗ nó về rồi. Và bây giờ thầy đã biết được cái chỗ đó, thầy nói với các con cái tâm thanh thản an lạc vô sự là cái trạng thái mà chư Phật đang ở đó. Đó là cái chỗ bất động tâm của mọi người. Thế mà bây giờ các con không giữ gìn được cái chỗ bất động tâm này để mà các con trơ lăng trong lục đạo sao? Cho nên các con nghe những cái người mà đệ tử của thầy, họ sắp sửa giờ chết, thầy bảo cố gắng giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự trước cái cơn đau như muốt. Thế mà vẫn thản nhiên xem nó là vô thường. Thọ là vô thường mà, cái khổ này nó vô thường, nó có cái gì mà thường hàng đâu mà sợ hãi. Ai cũng đau, cũng khổ, rồi cũng chết. Chúng ta phải là một người tu sĩ Phật giáo, phải gan dạ, phải vững tâm, không hề sợ hãi trước cái đau đớn đó. Do đó chúng ta thanh thản, an lạc và vô sự trong cái sự thọ khổ đó. Cuối cùng thì chúng ta vào niết bàn. Đó là một cái thầy chỉ điểm rất rõ ràng để chúng ta biết được cái trạng thái đó, để mà chúng ta nắm giữ đó, để mà chúng ta biết được cái tu hành. Bởi vì cái mục đích của đạo Phật là bất động tâm, mà bất động tâm thì nó phải có cái trạng thái thanh thản an lạc và vô sự. Mà thầy đã chỉ điểm cho chúng ta ai cũng biết hết rồi, chỉ bây giờ quý vị có giữ được cái tâm này không, cái thân thọ tâm pháp của quý vị có giữ được cái trọn vẹn cái trạng thái này không. Nếu trạng thái này được một phút thì quý vị đã ở niết bàn một phút, mà hai phút được niết bàn hai phút, một giờ thì được niết bàn một giờ, hai giờ thì được niết bàn hai giờ. Mà thầy đã xác định 24 tiếng đồng hồ mà luôn được như vậy, thì quý vị sẽ nhập các định làm chủ sự sống chết một cách cụ thể. Đâu có nhiều đâu, mà Đức Phật đã, thầy đã xác định 24 tiếng đồng hồ. Còn Đức Phật á, thì ổng nói một ngày cho đến 7 ngày thì có phải 24 tiếng đồng hồ không? Nghĩa là một ngày thì tức là một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ gì, mà Đức Phật xác định từ một ngày cho đến 7 ngày, phải không? Nếu mà tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, tứ niệm xứ nó hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự, mà trong 24 tiếng tức là một ngày đêm như vậy, thì Đức Phật đã xác định từ một ngày cho đến 7 ngày chúng ta sẽ thành tựu. Có phải Đức Phật xác định không, hay là thầy đặt ra? Thầy đâu có đặt ra, thật sự thầy đã xác định, mà Đức Phật đã xác định trước kia rồi. Cho nên trong 24 tiếng đồng hồ tâm bất động không phóng dật là chúng ta đã thành chánh gia, có phải không? Như vậy rõ ràng là trên cái pháp Phật đơn giản và cụ thể, không có khó khăn, không có gò bó, không có luyện tập cho làm cho cái thân của mình khổ. Bởi vì Đức Phật không chấp nhận khổ hạnh. Khổ hạnh tức là làm cho cái thân mình khổ. Đằng này vô tu là tìm thấy được sự giải thoát của thân thọ tâm pháp của chúng ta rồi, ngay đó là thanh thản an lạc vô sự rồi, thì lúc 24 tiếng đồng hồ là chúng ta đã thành tựu. Thì như vậy rõ ràng trong 7 ngày, nếu mà chúng ta giữ gìn, bởi vì cái nghiệp nó có tứ lưu mãi, nó làm cho chúng ta không có yên, nó làm cho chúng ta không có yên. Cho nên chúng ta phải cố gắng ngồi chơi mà quét nó, chứ không phải ngồi mà nghĩ rằng mình phải ráng mình tu như thế này thì khác. Ngồi chơi mà quét nó. Các con nghe thầy nói, thầy không biết dùng cái danh từ nào khác hơn là cái người vô sự mà lại có cái công việc làm, chứ không phải vô sự mà phải qua hoàn toàn vô sự mà chạy theo. Thật sự con người chúng ta nói vô sự chứ không có người nào vô sự. Họ ngồi đây họ nghĩ chuyện ăn, chuyện uống, chuyện này kia, họ đâu có vô sự. Còn mình thật sự vô sự mà bởi vì cái tâm của mình nó đang có những cái tham muốn, giận hờn, phiền não, lo lắng,
Cho nên vì vậy ngồi đây mà muốn cho nó vô sự thì nó không có vô sự, nó cứ chạy theo cái tâm dục của nó. Nó khởi muốn cái này, cái kia, cái nọ đủ loại. Cho nên do đó mà mình muốn quét cho cái tâm mình vô sự, phải quét ra cái tàn tích, phải quét ra cái nghiệp lực này, cho nên nó không vô sự. Nghĩa là mình muốn vô sự thì mình phải quét được sạch cái này nó mới vô sự. Cho nên cái mà đang quét, đang tu này thì coi như mình đang hữu sự chứ chưa phải vô sự. Nhưng mà quét sạch hết cái này thì nó mới hữu sự, nó mới vô sự. Còn con người của mình chưa tu là con người hữu sự chứ không phải là con người vô sự. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lo cái nọ, nó chạy theo cái kia. Tất cả mọi cái nó theo cái tâm dục của nó, cái ái dục của nó, cái dục của nó mà nó ham muốn cái này, nó ham muốn kia. Cho nên nó hoàn toàn là nó con người hữu sự. Bây giờ mình muốn trở thành con người vô sự, cho nên mình phải quét sạch cái lòng ham muốn này, những cái ác pháp này ra. Mà khi mà mình muốn vô sự thì mình ngồi lại, mà nếu nó vô sự, nó không có những cái ác pháp này, thì đó là mình đang vô sự. Cho nên nó thanh thản, an lạc và vô sự. Mà bây giờ nó có những cái pháp này, nó đến nó xâm chiếm mình, nó làm cho thân tâm mình nó bị những cái chướng ngại. Do đó mình trở thành người hữu sự, hữu sự trong sự quét này, chứ không phải hữu sự đi trồng cái cây kia, đi trồng cái trái nọ để cho có quả, có này kia mà ăn, hoặc đi ra nấu cơm, nấu nướng để mà ăn. Thì như vậy là mình chạy theo dục, chứ không phải là người vô sự của sự giải thoát. Trái lại, chúng ta chỉ biết đi xin ăn mà thôi. Cho nên người ta cho mình cơm. Ví dụ như giờ quý vị đến đây ngộ tu thì quý vị đâu có lo nấu cơm, nấu nước gì. Trưa người ta cho quý vị một bữa cơm. Quý vị ăn rồi thì quý vị lo cho mình vô sự. Để không cái tâm mình nó không có chịu vô sự đâu, nó hữu sự. Chỉ có tu bao nhiêu đó thôi, chứ có tu cái gì đâu. Nghĩa là mình hàng ngày mình lo, mình quét cho sạch cái tâm hữu sự của mình, để cho cái tâm vô sự của mình nó có. Đó là cái điều mình tu tập mà Đức Phật gọi là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là làm cho tất cả các cái thứ dục và ác pháp nó rời khỏi thân tâm của mình, để cho cái tâm thân tâm của mình trở thành là vô sự. Hiểu được như vậy thì các con sẽ có cái muốn tu, hướng tu rất tốt. Và thầy chỉ cái điểm cho các con thấy là cái tâm của mình giải thoát là ở chỗ nào. Mình đã nhận ra được nó rồi, chắc chắn là các con đã nhận ra được nó rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình ngồi đây chơi chứ mình có tu cái gì? Mình là người vô sự thì mình có tu cái gì nữa đâu. Nhưng mà tại vì có những cái niệm, có những cái tâm phấn vật, có những cái tham sân si của nó, có những cái phiền não bất tội nguyện ở trong thân tọa tâm pháp của nó, buộc lòng mình phải đuổi nó ra, thành ra mình trở thành người vô sự. Chứ thật sự ra mình đang tìm cái cách thức để cho mình sống vô sự, phải không? Tại vì mình có những cái tâm ham muốn, có những cái tâm sân, có những cái tâm phiền não, do đó mình phải trở thành người có hữu sự để quét những cái này ra. Cho nên nó thường hữu sự. Chứ thật sự nếu mà không có tâm tham sân si là mình hoàn toàn là người vô sự. Cho nên ngồi đây không có nghĩa là phải ngồi đây mà phải tập trung trong hơi thở, biết hơi thở ra, như vậy là mình lấy hơi thở để mình biến thành một cái công việc làm, như vậy sai, phải không? Đây là mình vô sự mà. Mà bây giờ cái tâm mình không tham nè, nó thanh thản an lạc nè, bây giờ lấy hơi thở ra để mà tập trung trong hơi thở, thở ra thở vô nè. Hoặc là bây giờ mình lại biến cho mình có một cái việc làm nữa, là mình phải đi tinh tinh hành để tập trung trong y tinh hành, tức là mình biết là mình người hữu sự chứ đâu phải là người vô sự. Thay vì bây giờ đi như người đi chơi vậy thì nó có gì đâu, nó là vô sự. Bây giờ phải tập trung hết bước đi của mình, biết đi từng bước, như vậy là rõ ràng là mình là người hữu sự chứ đâu phải người vô sự. Các con hiểu không? Bực miếng đó của mình nhắm là phá hôn trầm, buộc lòng mình đi như người vô sự để cho cái thân nó động tới đi lui vậy, nó không có hôn trầm, chứ không phải đi để mà tập trung ở dưới bước đi. Mà lúc bây giờ nó là người vô sự thì nó muốn đi, nó mới biết bước đi, nó biết, chứ mình đâu có ép cái tâm mình buộc nó phải biết bước đi. Còn giờ mình cố gắng mình để cho nó tập cho nó biết bước đi thì tức là mình tu sai pháp. Các con biết có một chút xíu nó sai thôi. Còn bây giờ mình ngồi đây á, thì mình ngồi đây mình quan sát thân nội tâm pháp của mình, mà nó thanh thản an lạc thì nó biết hơi thở, chứ mình có bắt nó vô biết hơi thở ra giờ. Nếu mà tôi bắt buộc nó phải biết hơi thở ra vô á thì tôi là người hữu sự chứ không phải là vô sự. Các con thấy nó chỉ sai một chút xíu là các con bị ức chế đó, là các con sẽ trở thành người hữu sự chứ không phải là vô sự. Còn bây giờ các con ngồi đây mà các con thấy tôi vô sự, thì bây giờ nó vô sự rồi là tự động nó biết hơi thở ra vô thì mặc nó,
tôi đâu có bắt buộc cái tâm tôi biết hơi thở đâu. Tại vì nó biết hơi thở là nó biết, chứ tôi đâu có buộc nó đâu. Nhưng mà nó hữu sự thì bắt buộc nó trở thành có công việc cho nó làm, thì như vậy là nó trở thành hữu sự, còn tôi không bắt buộc nó. Cho nên những cái bước đầu tiên tập để làm gì? Tập 5 hơi thở, đi kinh hành một vòng 20 bước rồi ngồi lại 5 hơi thở. Mục đích là chúng ta sẽ thấy nó có những cái trạng thái như si của chúng ta hôn trầm. Thì bắt đầu chúng ta có tập cái này rồi thì chúng ta lấy cái này mà phá nó. Phá nó tức là chúng ta bị cái ngũ sự này, bị cái ngũ sự hôn trầm này, mà chúng tôi phải lấy cái ngũ sự này để mà diệt nó. Các bạn hiểu điều đó không? Chứ không phải chúng tôi tập cái này mà tập hoài như vậy để mà vào định, để mà ly dục ly áo pháp đâu. Đây là mục đích luyện tập cái pháp để đối trị nó. Bây giờ tôi hít thở, hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ để mà gom tâm cho chặt ở chỗ cái nhân trung của tôi. Rồi tôi hít thở 5 hơi thở là mục đích tôi nhắm vào cái hôn trầm của tôi sắp sửa nó sẽ xảy ra. Cho nên tôi phải dùng cái này mà để tôi phá cái hữu sự này. Tôi lấy cái hữu sự này mà tôi phá cái hữu sự này. Còn bây giờ tôi vô sự thì tôi không phá nổi nó. Các bạn hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà tôi tập cái này đâu có phải là tôi tập nó quen rồi, tôi biết rồi, thì sau này gặp thì tôi phá, mà không gặp thì tôi cần gì tôi phải tập nó. Cho nên một cái thời gian mà thầy dạy các con tu tập trong vòng một tuần lễ hoặc là trong 5 ngày, 10 ngày, sau những cái pháp này bỏ sạch không tu nữa, ngồi chơi, tôi là người vô sự chứ tôi không có tu nữa. Nhưng mà nó có cái gì là tôi biết pháp tôi ra, tôi đem ra tôi dùng nó. Như vậy các con biết cái thế rồi chứ gì. Như vậy các con quỷ ức chứ không? Con này các con tu tập hoài, nghe thầy nói 5 hơi thở đi kinh hành, bây giờ 1 tháng cũng còn tu, 2 tháng còn tu, 1 năm cũng còn tu, nhiêu đó nữa. Thì tôi như vậy là làm cái gì? Làm cho mình có chuyện làm chứ gì? Bộ thất nghiệp rồi sao? Phải không? Mấy con bộ sợ thất nghiệp mà, cho nên cứ lấy ra làm hoài. Cho nên thầy nói tu vài bữa bỏ đi. Tại vì mình tu này mình tới 30 phút mình thấy tu tập 30 phút thấy nó không có mệt nhọc gì hết. Bỏ pháp này đi, tu về 30 phút đủ rồi. Thì bây giờ trở về tứ niệm xứ mà tu mà quét sạch nó. Bởi vì cái pháp này có phải tứ niệm xứ không? Năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành có phải là tứ niệm xứ? Đâu phải. Một cái pháp đó là cái phương pháp để đối trị với một cái tâm khác. Phải hiểu như vậy thì các con mới thấy được cái đường lối tu tập của Đạo Phật rất tuyệt vời. Chúng ta tập luyện những cái nhóm nhóm này á để mà chúng ta phá cái kia thôi. Còn chính chúng ta phải tu tứ niệm xứ là đúng pháp của Phật. Vì tứ niệm xứ nó mới xác định được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu mà chúng ta không có những cái pháp mà tập luyện trước này, tới chừng mà gặp hôn trầm chúng ta lấy cái gì mà đối trị, biết cái gì đối trị, thì chỉ còn có nước rụng tới rụng lui gì mà chịu đựng như nó thôi, chứ có cách nào khác không hết. Như vậy làm sao mà tỉnh thức trên tứ niệm xứ? Phải không? Cho nên vì vậy chúng ta có những pháp tu tập, nhưng mà tu tập trong những pháp này thời gian chúng ta bỏ. Để đó, có dịp chúng ta dùng, mà không dịp thì chúng ta bỏ. Cũng như bây giờ mình có một cái cuốc, một cái xẻng. Mà bây giờ tới chuyện dùng thì mình xách ra mình dùng, chứ lúc nào mình cũng giác đi hoài, như vậy mất công mình chứ làm gì. Phải không? Cho nên vì vậy mình biết những cái này là cái phương pháp để cho mình dùng khi mà gặp nó, còn không có thì thôi. Vì vậy mà do đó khi mà trở về tứ niệm xứ mà tu tập thì tốt nhất. Cho nên tu tứ chánh cần vẫn phải còn tu tứ niệm xứ, chứ đâu phải là tứ niệm xứ mà bỏ tứ niệm xứ được. Các con thấy không? Tứ chánh cần tức là cho con phải tu định niệm hơi thở nè, định chánh niệm tỉnh giác nè, định thư giãn nè, phải không? Định vô lậu nè, còn phải quán xét. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì các con có sử dụng nó nữa không? Đâu có nữa. Bây giờ cứ ở trên cái thân thọ tâm pháp này có một cái niệm, có một cái gì mà nó khởi ra thì các con ngồi đó quán sao? Quán như vậy là động sao? Thì ngay đó dùng cái pháp như lý tác ý, mà tác ý đuổi nó liền tức khác. Đây là dục lậu. Bởi vì các con đã tu tứ chánh cần, các con đã thông suốt được cái tri kiến của các con. Khi một niệm nó xảy ra, các con biết đây dục lậu, đây là thất kiết sử, đây là ái kiết sử, đây là cái gì, các con điểm mặt nó liền đi. Mày là ái kiết sử, mày là dục lậu, mày là nhân, mày là ác pháp. Rõ ràng là mình chỉ mặt nó hết, không có cái nào mà nó xảy ra được ở trong cái trí của chúng mình được hết. Một cái niệm nó khởi ra là mình biết nó là cái thứ gì rồi. Phải không các con? Nói tứ niệm xứ là chúng ta phải thông suốt hết. Cho nên ngay bây giờ các con thấy nè, thập thất ký sử 17 cái ký sử các con chưa thông. Phải không? Bây giờ ngũ triền cái nè là tham sân si mạn nghi nè. Các con phân biệt với tham sân si của thất ký sử nè, các con cũng chưa biết phân biệt nó nữa. Cho nên tất cả những cái này các con phải học thuộc, phải biết được nó, từng cái tâm niệm của mình nó nằm ở trong nào. Rồi bắt đầu các con còn phải học được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nè. Các con biết là cái tâm dục của mình nó khởi ra cái lậu hoặc đó, thì các con biết nó, cái niệm đó nó sẽ là dục lậu. Cái niệm này là vô minh lậu, cái niệm này là hữu lậu.
các con thử biết rõ nó, để khi mà nó khởi ra thì tứ niệm xứ, thì khai đó cái trí tuệ của các con thấy nó cái niệm nó liền, mày là dục lậu đi đi, mày là thất trí sử đi đi, thì cái gì mình điểm mặt nó, mình đuổi nó đi hết, cho nên mình tắt ý ra mình đuổi liền tức khắc, thì ngay đó bản thân tâm của mình thanh tản an lạc vô sự liền, một cọng rác nó rớt lên thân thọ tâm pháp của mình thì mình quét ra liền, chứ đâu phải ngồi đó suy nghĩ để tìm truy tìm nó là dục lậu hay hữu lậu hay vô minh lậu, đâu phải còn như người mới học dở lòng nữa. Nghĩa là cái người mà ở trên cái lớp tứ niệm xứ này là chỉ có áp dụng mà giải đáp những cái bài toán khó ở trên thân thọ của nó mà thôi, chứ không còn phải là học để mà những cái công thức, những cái định lý để mà làm ra cái bài toán, để đáp số cái bài toán. Ở đây không có học những cái đó. Ở đây đã học xong hết rồi, đã thông suốt nó rồi, chỉ còn áp dụng trên tứ niệm xứ. Vì vậy mà 7 ngày 7 tháng 7 năm mà thành tựu đạo giải thoát. Các con thấy có lâu không? Không có lâu, nhanh lắm các con. Nhưng mà thật sự ra mình phải tập những cái căn bản, mà tập trong vòng đâu có lâu. Năm hơi thở đi kinh hành, mấy con tập tuần lễ. Hít thở, hơi thở chậm nhẹ, rồi năm hơi thở mà bình thường, tập như vậy trong 5 ngày xả bỏ. Rồi bắt đầu đi kinh hành, tập đi kinh hành dần dần, tập thanh thản, đi kinh hành quen rồi xả bỏ, bây giờ ngồi chơi. Ngồi chơi trên tứ niệm xứ mà quét. Bởi vì cái hoàn cảnh của các con là một tu sĩ rồi, nghĩa là chỉ đi xin ăn rồi, không có còn mà lo lắng cơm nước áo quần gì nữa hết. Đời sống nhà cửa, tất cả điện nước cái gì người ta cũng lo cho mình hết rồi. Chỉ bây giờ chỉ còn có tu thôi, phải không? Mà lỡ bây giờ điện cúp có gì đâu, ngày xưa ông Phật có điện đâu, ở rừng làm sao có đèn đâu. Ông Phật còn sống được, huống hồ mình điện cúp cũng chạy hô hào, đèn đuôi cúp này kia, chi cho mắt không. Nó cúp thì kệ nó. Nó sáng thì mình sáng, mà nó tối thì kệ nó, không còn lo, chỉ lo cái tâm này nó đen hay là nó trắng đây. Thấy không? Thân thọ tâm pháp của các con đen hay là trắng thôi. Cho nên nỗ lực mà thực hiện tu tập. Tu tập cho thật sự, thì thầy tin rằng nếu mà tu đúng, thì các con sẽ 7 ngày. Thì tức là 7 ngày, nói 7 ngày chứ 24 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Đủ chứng đạo rồi đó mấy con. Nghĩa là tâm mà nó không phóng dật, thanh thản an lạc suốt 24 tiếng đồng hồ mà Đức Phật đã xác định 7 ngày. Phải không? Bây giờ cái khoảng thời gian mà tâm như vậy thì trong cái thời gian còn lại 1-2 ngày, thầy nói 1-2 ngày nó lâu, chứ trong vòng chừng mấy tiếng đồng hồ là các con có nhập sạch tất cả các định, tức là từ nhị thiền đến tứ thiền tam minh các con chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ các con đã làm xong. Nhưng mà cái tâm mà lý dục lý ác pháp mà để cho nó không phóng dật, thì cái sự tu tập này nó phải suốt 7 ngày. Mà 7 ngày mà giữ được thì các con đã thành tựu, mà không giữ được thì các con phải 7 tháng. 7 tháng mà giữ được thì các con sẽ thành tựu, mà không giữ được thì nó 7 năm. 7 năm không giữ được các con đã tu sai rồi, không đúng rồi, các con đã tu trật rồi, các con không còn tu được đâu. 7 năm mà các con tu không đúng, tức là các con có những cái trục trặc, có những cái sai, có những cái phạm giới, có những cái gian xảo gì ở trong này không chịu thua hỏi kỹ. Cho nên vì vậy mà 7 năm mà các con không giữ đúng cái tứ niệm xứ con tu tập, thì tức là các con đã tu sai từ ngay ban đầu mà các con không thấy. Cho nên theo thầy thiết nghĩ, cái phương pháp mà Phật dạy nó không phải khó, nhưng khó là cái người mà làm sao kìm giữ các con tu cho đúng, phải có cái người đó thì các con sẽ tu không sai. Còn nếu mà để các con tự tu là các con sẽ tu sai. Thầy biết điều này. Cũng như trong một cái lớp học, muốn đào tạo một cái ông bác sĩ thì cái người học viên, cái người học sinh phải học những cái tay nghề như thế nào, thì ông bác sĩ phải chỉ cách thức cầm dao mổ xẻ như thế nào, rồi thuốc thang phải học như thế nào để rồi mới trị bệnh, mới cầm cái dao mổ xẻ người ta. Thì như vậy là phải lâm sàng, phải trực tiếp làm những cái việc đó. Thì cái ông bác sĩ phải trực tiếp dạy cái người học trò của mình ngay ở trên lâm sàng bệnh nhân để mà nó mổ xẻ thực tập ở trên nó. Thì trước khi mà thực tập thì nó phải mổ xẻ những cái thân xác của người khác, nó phải mổ xẻ thân người ta. Chứ nếu mà bây giờ học mà lý thuyết xuông không, mà nó không có cầm dao nó mổ thịt người ta, thì chắc chắn đôi chừng đó nó cầm dao nó mổ không được. Thì các con phải có một cái ông thầy phải dạy các con từng chút để các con biết mổ xẻ được cái thân tâm của các con, giải phẫu được những cái ung nhọt của nó ở trong này, thì nó sẽ hết cái bệnh của các con.
Chứ nếu mà nó không phẫu thuật được những cái ung nhọt của nó trong này, mà các con thì hiện bây giờ cầm cái dao thì các con chưa có mổ xẻ nó được. Mà cái ông bác sĩ mà không chỉ cách thức cho các con mổ xẻ thì các con mổ xẻ không được. Cho nên cái bệnh ngàn đời của các con, cái bệnh sinh tử của các con không bao giờ chấm dứt được. Thầy biết điều này, nhưng các con phải cố gắng, phải học, phải tu tập kỹ, phải cầm con dao cho sắc bén, để mà từng cái ung nhọt của nó khởi lên thì các con mổ nó, giải phẫu thuật liền, đừng có để cho nó gây cho các con những cái bệnh trầm kha, cái bệnh đau khổ. Thì như vậy các con mới thấy được cái sự giải thoát. Chứ nếu không thì tu riết rồi chúng ta sẽ thành tu pháp của ngoại đạo, mà không thật sự là pháp của Phật. Nó như là kinh sách nói pháp đó đúng đó, nhưng mà coi chừng tu sai. Bởi vì thầy tổ của chúng ta đã đọc kinh sách Phật và đã tu mà không có người kinh nghiệm, cho nên nó đã là tu sai. Vì vậy mà biến đến ngày hôm nay, biến kinh sách Phật ngày hôm nay trở thành cái pháp của ngoại đạo, mà chúng ta không có còn biết đường nào mà tu. Và đến bây giờ thầy dạy ra con đường đi để mà chúng ta thấy, nhưng mà không có người hướng dẫn thì các con cũng sẽ biến những cái pháp mà thầy đã dạy ra, nó cũng trở thành pháp ngoại đạo mất đi. Tu ức chế tâm không bao giờ giải thoát, cuối cùng đây rồi không có người tu giải thoát. Cho nên hôm nay các con nhớ kỹ, thầy thì bận công việc, cái đường về sứ Phật đã xong, thay vì nó tiếp tục qua tập 11, nhưng nhất định là thầy không có chấm dứt, đình chỉ lại, để sau này có dịp thời gian sẽ trả lời những cái điều này, còn bây giờ thì không trả lời nữa và lo cái bộ sách đạo đức. Vậy vì vậy thì các con lúc này các con phải cố gắng nỗ lực, có điều gì mà tu tập sai thì phải thưa hỏi thầy liền, đừng có ôm áp, đừng có chịu đựng, đừng có nghĩ thấy trạng thái mà an lạc cũng phải trình thao lại thầy, thấy trạng thái có cái sự khác biệt thì phải trình bày ngay thầy, điều đó là chỉ có thầy xác định được cái sai cái đúng. Nếu không khéo mấy con sẽ lạc vào, thứ nhất là lạc vào những áp pháp, tức là những trạng thái tưởng, thứ hai là lạc vào những cái trạng thái tưởng mà dục lạc, nó sinh các con thứ thích thú an lạc bằng cách này bằng cách khác, điều đó cũng là sai. Bởi vì Phật pháp chúng ta hiện giờ, cái tâm chúng ta nè, cái thân tâm của chúng ta hiện giờ ai cũng biết thanh thản an lạc vô sự, nó có dục lạc, nó có làm cho chúng ta thích thú cái gì không? Không, hoàn toàn không, nhưng nó vẫn thanh thản an lạc vô sự kia mà. Nếu có một cái trạng thái gì làm cho chúng ta thích thú an lạc, coi chừng chúng ta sẽ lạc vào tưởng, chưa hẳn là đúng. Bởi vì Đức Phật nói do ly dục sinh hỷ lạc, vậy thì ly cái dục rồi còn cái gì thích chỗ này, tại sao có cái chỗ này làm chúng ta thích, vậy thì thích là cái gì? Chúng ta phải đặt câu hỏi, thích là cái gì, có phải dục không? Nếu dục tại sao lại là hỷ lạc, mà hỷ lạc tại sao có dục trong này? Có dục trong này tức là dục của hỷ lạc chứ không phải ly dục. Nếu đã ly dục thì làm sao có sự thích thú? Các con tự đặt câu hỏi, các con sẽ nghiệm thấy được cái năng trạng thái bây giờ tâm thầy thanh thản an lạc và vô sự, thầy có thấy thích thú gì đâu? Có không? Có thích thú gì đâu? Nó hồn nhiên, nó tự nhiên, chứ nó có gây cho thầy có cả cảm giác gì mát mẻ hay là an lạc ở trong đó đâu, có đúng không? Các con thấy đó là do ly dục mà, phải không? Do ly dục mới có cái này. Còn nếu bây giờ dục như thế nào, thầy muốn cái này, thầy muốn ăn cái kia, bây giờ thầy cầm cái bánh là thầy ăn ngon, thế đó là dục chứ gì? Ngon của cái bánh là dục chứ gì? Còn bây giờ thầy không có ăn cái gì, thầy không có cái gì dục hết, mà bây giờ tâm thầy thanh thản an lạc và vô sự, thì đây là do ly dục sanh hỷ lạc chứ. Tại sao lại có những cái hỷ lạc mà làm chúng ta thích? Thích là gì? Là dục. Cho nên vì vậy mà có cái thích là dục, bởi vì đó là Đức Phật gọi là khổ và lạc. Mà có cái sự thích là lạc của sự thích, mà khổ có sự không ưa của khổ, phải không? Cho nên khổ lạc và cho nên thọ khổ mà thọ lạc, và cái thọ không khổ không lạc nữa, nó không khổ không lạc. Còn ở đây chúng ta nhận ra được cái trạng thái của chúng ta thanh thản an lạc vô sự, không có nghĩa là không lạc, không có nghĩa là không khổ không lạc. Rõ ràng ở đây nó không khổ không lạc, nhưng mà nó có cái trạng thái chứ không phải không khổ không lạc. Không khổ không lạc, bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta mất tiêu luôn, nó cũng không khổ không lạc kia mà, thì đó là sai mà. Cho nên ở chỗ không khổ không lạc là cái chỗ không. Còn cái này rõ ràng là tôi ngồi đây tôi biết tâm tôi thanh thản an lạc vô sự mà. Cho nên Đức Phật nói ta tu chứng, ta biết ta tu chứng, chứ đâu phải là ta không tu biết ta tu chứng, đâu phải là vô sở đắc. Cho nên ở cái chỗ này chúng ta xét qua
Chúng ta biết tâm chúng ta có tham thì chúng ta biết nó có tham, mà không tham thì chúng ta biết nó không tham. Rõ ràng là cái chỗ tu mà không tham, không sân, không si là giải thoát chứ gì. Ông Phật dạy chúng ta rất rõ, chúng ta biết từng tâm niệm của chúng ta giải thoát, mà nó không tham, không sân, si là thanh thản an lạc vô sự chứ gì. Phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rất rõ trên con đường tu tập của chúng ta. Cho nên hôm nay trong cái sự tu tập mà chúng ta tu tập đúng là chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vô cùng và biết cách tu tập. Biết cách tu tập là khó. Nhưng cách tu tập rất đơn giản, không khó. Nhưng biết cách tu tập, chúng ta sống, chúng ta ví dụ như vào tu viện cho chúng ta cái nhà chúng ta ở, mà chúng ta biết cách tu tập sống, chúng ta thích sống ở đây, đời không có cái chỗ nào mà giải thoát được như chỗ này cả. Nay chuyện này, mai chuyện khác, mốt chuyện kia đủ thứ, còn ở đây mình là vô sự, không bao giờ thầy sai đi làm cái này, thầy sai đi làm cái kia. Vào đây coi như là mình là gọi là tiên rồi. Có phải không mấy con thấy nè, trưa có bữa cơm ăn, khói cần lo gì hết, không phải là tiên không? Nước uống có đủ, không có thiếu, nào là điện, nước, tất cả những cái gì, đời người ta làm sao được mấy con. Thế mà người đi tu chúng ta đã hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời là một người tiên rồi, sống như tiên rồi. Thế mà người ta không ham thích, người ta thích, người ta chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chơi cho nó thích uống, như vậy là có giải thoát được không? Người ta thích nghe băng, người ta thích đọc kinh sách, nó có giải thoát không? Đó là chỉ mua vui mà thôi chứ đâu có giải thoát được. Các con cứ nghĩ đi, mình vô đây là hoàn toàn là mình là người vô sự. Bây giờ ngồi mà nghe cuồng băng thầy giảng, có phải là vô sự không? Đầu óc chúng ta đang phóng dật mà làm sao vô sự. Bây giờ lấy cuốn kinh đọc để tìm hiểu được nghĩa lý của thầy, nói rất hay, rất thích. Nhưng mà sự thật đây chúng ta có vô sự không? Thật sự là chúng ta là người hữu sự rồi, chúng ta không phải là người vô sự. Cho nên người mà vô đây được thầy cho một cái thất rồi, chúng ta sống nhất định là, thứ nhất chúng ta là tiên, thứ hai chúng ta là Phật. Tiên thì đâu còn lo đói lo no, nước nôi về đầy đủ, hoàn toàn cuộc sống không còn thiếu gì cả hết. Nghĩa là chúng ta thấy bây giờ chỉ có chúng ta sinh lòng dục là bây giờ chúng ta chưa có xe cúp nè, rim nè, xe hơi nè, nhà lầu, nhà đài nè, ăn đồ ngon này kia, thì chúng ta sanh cái tâm dục đó. Chứ còn thật sự là nếu mà một ông tiên mà ở trên núi thì chắc chắn ông đâu có ham cái thứ đó đâu, mà ông chỉ cần đủ sống thôi thì ông là tiên là chứ gì. Nhưng mà bây giờ hàng ngày chúng ta đã giải thoát được tâm của mình, đó là Phật chứ gì. Làm chủ được vô lậu của mình là Phật chứ gì. Đọc kinh, đọc sách để làm gì đây? Cuộc đời chúng ta đâu, nếu mà chúng ta muốn hiểu biết, muốn biết kinh sách, muốn hiểu biết những lý của các nhà triết học ở trên cái thế gian này, thì chúng ta đi vô trường, chúng ta học triết Đông, triết Tây, người ta dạy đủ thứ hiểu biết. Còn bây giờ chúng ta đi đọc từng cuốn kinh, cuốn sách này làm gì đây? Vô đây chỉ thầy chỉ dạy là lo tu để mà sống làm tiên, làm Phật, chứ đâu phải mà còn làm phàm phu nữa. Học ba cái lăng nhăng này, đọc ba cái hiểu lăng nhăng này, nó có lợi ích gì cho chúng ta đâu? Nó có đem đến chúng ta giải thoát được không? Không, nó lại làm cho chúng ta mua vui nó, để mà chúng ta chạy theo cái dục lạc của chúng ta. Bây giờ cô đơn quá, đọc cuốn sách này nó cũng là mua vui mình thôi. Bây giờ cô đơn quá, lấy cái băng này nghe, nghe lải nhải cũng như nghe ca hát vậy thôi, đừng cho nó giải trí mình thôi. Thay vì ngoài đời nghe bài hát, bây giờ mình nghe ông thầy, ông nói cái này cũng hay chứ, ông nói cái này cũng thiện chứ, ông nói cái này cũng tốt chứ. Mình nghe vậy lỡ cái gì, thầy nó có lỡ gì đâu. Chỉ nghe để mà giải trí, để mà mua vui cho mình, trong khi mình bị cô đơn nè. Còn mình chịu sống cô đơn trầm lặng nè, để làm gì? Để cho sống cho mình nè, mình mới biết được cái tham muốn của mình, được dục lạc của mình, để mình đẩy lui nó ra hết. Mình đẩy lui ra hết tức là mình là Phật. Còn giờ cuộc sống của quý vị là tiên rồi đó. Thế nó thật sự ông tiên là bây giờ ông chỉ cần, bây giờ ông ăn lá cây rừng, ông ăn trái cây rừng, ông sống, ông cũng thấy thoải mái rồi, ông có đâu cần phải lo làm cái này kia, là tiên rồi chứ gì. Còn ở đây chúng ta sống nè, nhà ở, nước uống, cái gì chúng ta cũng đủ hết, không còn lo cái đời sống chúng ta gì hết. Thế mà chúng ta không muốn làm tiên, làm phàm phu. Vì vậy mà trong thất quý vị kinh sách để mà đọc, đó là làm phàm phu chứ gì. Vì vậy mà băng nghe để mà trong thất để nghe, đó là làm phàm phu chứ gì. Không muốn làm tiên. Tiên không có sướng hơn, ngồi không chơi không có sướng sao? Không làm tiên mà làm phàm phu. Tại sao chúng ta ngu si mà làm phàm phu để rồi trôi lăn ở trong lục đạo? Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục, chúng ta làm tiên rồi, sống cuộc sống chúng ta là tiên rồi đó. Chúng ta dẹp hết ba cái đồ trần tục này đi, phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục để làm Phật nè. Làm Phật thì phải quét sạch trên tứ niệm xứ, phải quét sạch tất cả những tàn tích, những cái bẩn thỉu, những cái bất tịnh ở trên này đi. Thì nó không còn khổ đau, bệnh tật, nó không còn gì hết hoàn toàn. Thì đây là mình Phật chứ gì.
hạnh phúc quá, sung sướng quá. Ai về đây mà thầy thấy thầy có sai đi làm cái này kia, làm chứ cho cực. Nói không, các con, thầy và con đi làm, thầy đâu có bảo các con phải chăm sóc cái cây này, cái kia để dạy cỏ cái này, thầy không bảo người nào làm hết. Thầy chỉ hồi đó thầy chịu cực khổ, thầy trồng cái rừng cho mấy con ở trong mát thôi. Còn bây giờ các con về đây, các con quét sân, các con quét, mà không quét các con cứ để đi, thầy có rầy đứa nào đi mà nói đi. Thật sự là thầy chỉ cần các con quét cái tâm, chứ thầy không cần quét cái sân đâu. Còn thầy sáng, thầy tại thầy quét là thầy lao động cho có sự vận động thôi. Chứ thầy đâu có, nhiều khi thầy quét chút thầy bỏ, bữa nào trời mưa thầy cũng không thèm, thầy cũng thèm quét thầy cũng bỏ. Thầy đâu phải là người nô lệ cho sự quét này đâu. Cuộc đời của thầy không nô lệ cho ai hết, thầy không nô lệ cho một cái gì dơ sạch nữa. Nhưng mà phải có sự vận động để cho cái cơ thể mình có vận động, chứ không lẽ ngồi không thì coi như là nó thành ra cục bột sao, cho nên vận động chút. Cho nên ví dụ các con chưa thấy, ngày xưa thầy ở đây nè. À thầy sáng thầy quét cái sân, thầy cái sân có thể thầy chia làm 3 lần hay 4 lần thầy quét. À thầy quét chút thầy vô, chứ thầy không quét đến mỏi tay đâu, thầy quét phải làm cho nó rồi đâu. Thầy quét đến đó thầy nó muốn nghỉ là nghỉ, chứ không có nói chuyện mà nói hết. Làm cho sạch hết đâu, không phải đâu, không phải có đôi mắt của thầy, không phải dơ sạch nữa đâu. Nghĩa là sáng càng là cầm chỗ quét, quét chỗ đó sạch rồi, mà thấy giờ nghỉ, không quét nữa. Rồi ngày mai, nếu mà ngày suốt ngày nay mà nó thấy nó không cần quét thì thôi nó không quét. Mà nó cần quét là quét chơi thôi. Nghĩa là lúc bây giờ nó cần quét chơi là nó quét, mà nó không cần quét chơi là không quét. Đó là đối với thầy, cuộc sống của thầy như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng cuộc đời của Vua Tăng Khất Sĩ, ông Phật không bao giờ là đó mà dọn cỏ, dọn rác để mà sạch sẽ như chúng ta đâu. Ông ở bữa nay, ngày mai ông muốn đi rồi. Thành ra ông đâu có cần gì mà phải dọn. Còn chúng ta cứ ở đâu, chết đứng ở đó, phải sạch sẽ, phải này kia. Thật sự ra sạch sẽ là tốt, là vệ sinh. Nhưng không được gì sạch sẽ mà nô lệ nó. Nghĩa là phải làm cho sạch bữa nay. Các con cứ nghĩ các con làm sao cho sạch được. Sáng các con quét sạch rồi, chiều các con thấy gió tung một cái đầy nhóc là hết, có chỗ nào đâu gọi là sạch. Nhưng mình phải lao động để cho cái cơ thể, bởi vì mình là tiên rồi, mà nếu mà mình không có lao động vậy thì ông tiên ít bữa đó, ổng thành ra cục bột rồi, ổng đâu có còn tốt làm gì đâu. Cho nên có sự vận động, mình không có đi kinh hành xa như Đức Phật ngày xưa phải đi từ 1-2 cây số mà đi xin. Còn mình bây giờ ở trong tu viện, ra đó bưng cơm về ăn mà không chịu lao động quét, đi tới đi lui một chút xíu, thì cơ thể chúng ta sẽ như thế nào các con sẽ biết. Nguy hiểm lắm chứ. Cho nên các nhà yoga các con biết họ luyện tập cái cơ thể họ ghê gớm lắm. Còn mình đây mình không luyện tập, mà ông Phật chỉ có đi xin thôi. Thì hàng ngày ôi mình bác ông đi như vậy cả 1-2 cây số, thì cái vận động của người ta như vậy. Còn bây giờ mình phải vận động như thế nào chứ. Mình phải vận động, nhưng mà vận động không phải quá sức. Cho nên trong khi đó thầy đọc kinh sách Phật, chúng ta không nên ở xa quá mà đi xa quá mà nhập. Ở vừa tầm để mà đi, ví dụ như 500 thước hoặc 1 cây số là cùng, chứ chưa hẳn tới 2 cây số. Nghĩa là đi từ cái chỗ Đức Phật ở mà đi đến chỗ mà đi xin á thì khoảng độ 500 thước, thì các con thấy đâu có xa. 1 cây số thì bằng đây lên trên kia chút, chứ đâu có xa đâu. Rồi bạn đi bạn về là 2 cây số hết sức. Thì như vậy trong cái khoảng thời Đức Phật, thầy thấy Đức Phật đã chọn lấy cái chỗ mà để đi sinh đó, thì cách chỗ mà Đức Phật đi sinh thì cách đó 500 thước hơn 1 cây số là cùng. Đó làm cái kết thúc mà vận động của người ta vừa đủ. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng mình ở trong tu viện này mình đâu có đi cái khoảng đường xa như vậy. Cho nên sáng mình quét một chút, mình quét chút thôi, đừng có quét nhiều. Ai bỏ quét cho sạch hết. Quét sạch hết chiều nó tung nữa nó cũng vậy thôi, có gì đâu. Rồi giờ quét sạch nữa thì nó tung cũng vậy thôi. Thì mình cứ buổi sáng mình quét chút, có vậy thôi. Chứ không có nên làm mà làm để cho sạch như người khác ở ngoài đời. Cho nên đối với thầy thì cái sự tu là quan trọng nhất. Cho nên những cái tu sai của mấy con là thầy biết rằng các con tu là càng tu lại càng sai. Ở đây băng sách đều là chúng ta mới vào tu, chúng ta muốn tìm hiểu là chúng ta đọc cho kỹ lưỡng hẳn hoài đàng hoàng. Mà khi đã hiểu biết được đường lối của Phật như vậy rồi, dẹp hết, không cần tu, không cần đọc, không cần nghe nữa. Thầy giảng gì cũng không cần nghe nữa. Cái người mà người ta nghe để người ta làm việc, để cho những người khác người ta chưa biết á, thì người ta đọc người ta nghe. Còn những người mình đã nghe rồi, đã biết rồi, tất cả những cái này tôi đã hiểu biết rồi, bây giờ thầy có nói 1000 lần nó cũng bao nhiêu đó không? Thầy có nói 1000 lần thì nó cũng bao nhiêu đó, cũng từ
tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thanh định, thầy không nói ra hoài nữa được. Bởi vì có cái pháp nào hoài ra để mà nói? Bởi vì chỉ bấy nhiêu đây mà tu chưa hết mà còn nói cái gì nữa? Các bạn thấy không? Cho nên bây giờ có nghe đi nghe lại thì cũng bấy nhiêu đó, chứ bây giờ các con có nghe hơn được không? Mà mỗi lần nghe các con lại thích thú. Thích thú là gì? Dục lạc của mấy con chứ gì? Không có chịu dẹp ba cái dục lạc của phàm phu này đi. À, vô trong chùa lẽ ra mà nếu mà các con có cái băng mà cái cô ca nhạc ca sĩ nào mà ca trời ơi lâu lâu nghe một lần mùi ghê gớm. Sức thật có mùi cái gì? Dục lạc chứ mùi gì? Lâu lâu nghe băng thầy nói thờ bữa nay nó nhiều quá thờ. Hay cái gì? Tu không hay mà ở đó nghe mà hay sao được mà hay. Không, người không biết thì người ta nghe để mà tìm hiểu cái biết, để mà thực hiện. Còn mình bây giờ biết rồi mà không tu mà cứ nghe hay à. Nghe để mà tạo cho chúng ta mất cái cảnh thanh tịnh trong tâm của chúng ta. Mất cái cảnh tạo cho tâm chúng ta phóng dật, mất cái cảnh mà chúng ta sống cho chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta là người phải sống cho mình à. Mà mình không sống cho mình mà mình sống ở trên băng của thầy chi, mà sống ở trên sách của thầy chi, sống ở trên kinh của Phật làm gì? Sống ở trên đó nó có giải thoát không? Cho nên dẹp hết. Sau khi mà nghe rồi, đến đây mà chấp nhận tu thì dẹp sạch hết, chỉ còn biết sống ăn một ngày một bữa, phá hôn trầm buồn ngủ, sống độc cư trầm lặng một mình, nhất định quyết định là phải thực hiện cho đến tam minh. Chừng đó quý vị mà thực hiện tam minh rồi thì quý vị muốn nghe muốn thấy thì quý vị ngồi đây nè, quý vị sẽ thấy bên Mỹ bên Tây cũng đã thấy nữa. Chứ còn bây giờ quý vị đi nghe để thấy đi ở đây cách ơn kia quý vị còn nghe nữa không? Nghĩa là bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang thuyết giảng ở trên Trúc Lâm á, quý vị có nghe được không? Ông Phật bây giờ đang thuyết giảng ở trong nước bàn, quý vị có nghe được không? Sao không mở cái băng đó nghe mà lại nghe chỉ cái băng ở đây chứ vậy, cho nó thêm những cái vật dụng để cho mắt không? Cho nên ở đây thầy nói thật sự, hãy muốn nghe thì hãy tập cho được tam minh mà nghe. Thì cái nghe này thì chừng đó quý vị cũng chán lắm rồi, cũng hết muốn nghe rồi, tôi muốn sống cô đơn trầm lặng vậy đó. Tôi nghe ông Phật lải nhải tôi cũng ghét nữa. Thật sự bây giờ thầy nói bây giờ thầy muốn nghe ông Phật thuyết giảng, muốn nghe cái bài kinh ông Phật ở quá khứ, thầy chỉ cần hướng tâm mình trở về đó thầy nghe. Nếu mà thầy mà đang ở trong tâm trạng của mấy con á thì chắc chắn là tối ngày để nghe ông Phật thuyết giảng ở quá khứ á, phải không? Cứ mở băng đó nghe hoài. Còn thầy có cái băng đó chứ thầy không nghe thì chán quá. Ông nói lải nhải cũng bao nhiêu đó thôi, Hòa Thượng Minh Châu cũng dịch ra bao nhiêu đó hết rồi, ông có nói đi cho lắm thì cũng bao nhiêu đó thôi. Chứ nên vì vậy đối với thầy là một người phải hoàn toàn đã thấy được cái giải thoát của mình, mặc dù là tu rồi. Còn mấy con hiện giờ tu chưa xong mà bảo các con bỏ xuống hết, bỏ sạch hết để lo cho giải thoát cho mình. Bây giờ các con có biết ngày mai các con sống hay là các con chết? Cho nên Đức Phật bảo quán niệm chết. Quán niệm chết để làm gì? Để biết rằng ngày nay mình sống, ngày mai mình chết. Mình chết rồi mình lấy chỗ nào mình tu nữa nè. Mà tại sao không lo? Mà chỉ có 7 tháng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà sao không tập trung mà làm? Chẳng phải chi có một cái thời gian vô lượng, vô số kiếp nào đó thì thôi bây giờ tôi cũng từ từ mình rải rải mình đi đi. Còn bây giờ có cái thời gian ngắn mà cái thân này có đâu phải dễ. Cho nên vì vậy cái thời gian ngắn như thế này mà không tu được thì uổng quá đi. Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thế mà chúng ta còn lại. Ngày nay là cái ngày thứ nhất mà chúng ta biết Phật Pháp rồi thì còn vui gì mà chúng ta ngồi để mà nghe băng, mà ngồi để mà đọc kinh sách, mà không lo tu tập. Cho nên nỗ lực trong 7 ngày, 7 ngày không được, 7 tháng cho xong, nhất định là phải xong. Nhiệt tâm hết sức trong cái thời gian, mà thời gian thầy nói nó quá ngắn, chứ đâu có dài đâu, đâu phải từ vô lượng kiếp đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết Pháp rồi, chúng ta phải làm chủ cho được. Bởi vì làm chủ được, chúng ta mới biết rằng bỏ thân này chúng ta đi về đâu nè, ở đâu nè, chúng ta biết được. Và chúng ta chết hồi nào, sống hồi nào chúng ta làm chủ được, không phải hạnh phúc sao? Cái này có đem vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương đổi được không? Nếu đổi được thì mấy nhà giàu kia nó đổi được cái sự làm chủ này thôi. Cho nên có ai đổi được đâu. Vậy mà có cái thời gian ngắn mà chúng ta làm như thế này đâu phải là, có nhiều người đâu phải là nó dài. Có nhiều người cả một cuộc đời họ mới xây dựng được sự nghiệp, họ mới cất được cái nhà lầu, cái villa họ mới sống có tỷ phú, có bạc tỷ, là cả một cuộc đời họ hết sức họ mới làm được. Còn mình cả một cuộc đời của mình mà chỉ có mấy ngày à mà làm được nên công việc này mà lại không làm, nó dễ chứ đâu phải khó. Còn bây giờ cỡ mình làm như tỷ phú mình khó không? Mình đi ra mình mở nhà máy, mình ra mình mở công xưởng, mình đi làm để cho mình trở thành tỷ phú, mình có làm được không? Chắc chắn là cái chuyện thế gian đó người ta còn làm được tỷ phú, hàng tỷ phú. Còn mình có làm được không?
Thế mà cái pháp của Phật thì nó có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như vậy mà tại sao chúng ta làm được? Còn cái kia muốn trở thành tỷ phú 7 năm chúng ta thành tỷ phú được không? Chắc gì mà 7 năm chúng ta làm tỷ phú được. Thế mà người ta làm được, thế mà con người làm được. Vậy mà cái pháp giải thoát này nó quý hơn tỷ phú. Thế mà chúng ta lại có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà chúng ta làm không được sao? Phải không? Cái này là rõ ràng là cái pháp quý báu vô giá ở trên đời này. Thế mà cái thời gian nó ngắn như vậy mà tại sao chúng ta không làm? Để trôi lăn ở trong cái lục đạo như thế này, để thọ lấy những cái khổ đau của hàng ngày, hàng giờ của ác pháp nó đến xâm chiếm mình, nó làm cho mình thở không ra hơi được. Bây giờ thử mình mạnh nè, mình thấy nó khỏe gì? Tối nay đau rồi mình thở không ra hơi, mình thấy khổ không? Nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia, mình rên la nè, có phải khổ không? Mình không làm chủ được, mình làm sao mình làm chủ được cái bệnh của mình? Vậy nên trong cái giờ pháp cũng như thế này mà mấy con không chịu tu hành, thầy nói thiệt ra còn tu thì lại tu sai. Rồi tu sai rồi bây giờ muốn giải trí nó làm sao? Lấy cái bằng nghe cho nó giải trí. Như vậy là nó còn sai hơn nữa. Nó lại thật đường rồi. Nó mình nghe như vậy để rồi nó sắp tấn mình tu hành để không mình lười biếng. Đã tu sai nó sanh lười biếng rồi bây giờ lại nghe để cho nó đặng cho nó sắp tấn. Cho nên những cái người mà vừa tu mà vừa nghe thuyết giảng là những người đó không bao giờ đi tới đâu hết. Cái thức đó là cái thức sai. Tu là phải thật tu. Tôi là phải sống cho mình, phải sống trầm lặng độc cư để mà quan sát chính cho bản thân của mình luôn luôn quét nó ra. Thì như vậy gọi là ly dục, ly ác pháp, gọi là xả tâm. Đó là cách thức tu đúng. Cho nên ở đây tu không mệt nhọc, tu không khó khăn, tu giải thoát hoàn toàn liền ngay tức khắc trong giờ phút chúng ta đang tu. Cho nên Đức Phật nói theo pháp, ôm pháp mà thấy giải thoát. Đừng có lời rời cái pháp ra, rời cái pháp ra là không giải thoát. Bởi vì mình rời ra là mình nghe băng này, mình rời ra mình đọc kinh sách là mình rời pháp rồi. Đâu có phải mình nghe pháp là mình ôm pháp đâu. Còn mình ôm pháp là tức là mình sống ở trong giải thoát. Cho nên đừng có lìa pháp. Giờ nào cũng đừng lìa pháp. Ăn cơm cũng không có lìa pháp nữa. Ăn thì để cho sống chứ không phải ăn ở đây để miếng này ngon, cái này là cay, cái này đắng, bữa nay không có ớt thèm quá thì chạy ra kia bẻ cái ớt vô ăn cơm mới được. Thì như vậy rõ ràng là tâm phóng vật theo ớt rồi, chứ đâu phải là tâm đang ở trong pháp đâu. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng ôm chặt pháp, sống trong pháp. Pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Là tâm thanh thản an lạc vô sự chứ. Ngoài cái tâm an lạc thanh thản vô sự là pháp gì? Tất cả những cái phương tiện kia để dùng cho chúng ta sống trong chánh pháp của chúng ta. Có phải không? Đó là tứ niệm xứ của chúng ta, thanh thản an lạc vô sự chứ gì? Nếu mà tứ niệm xứ không thanh thản an lạc vô sự, nó là pháp sao? Đó, hôm nay thầy nói để cho thấy được cái điều kiện mà chúng ta tu tập không khéo. Người này nói tu được vậy, người kia nói tu được kia. An lạc thích thú đủ thứ đủ loại. Coi chừng ma dương chứ đâu phải là an lạc thích thú đó là thật đâu. Sai một chút là chúng ta đi sai ngàn dặm đó. Nó lọt vào trong cái hang ma rồi. Thì lúc bây giờ mà lôi mấy con ra đâu phải chuyện dễ. Hãy ngồi thì mấy con lọt vô đó. Ngồi mấy con lọt vô đó. Rồi cái đồ phải xả cho hết cái đó là cả một cái vấn đề khổ. Của một người hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình. Còn bây giờ tâm mình tự nhiên. Mình để cho nó tự nhiên. Rồi mình cứ xả những cái chướng ngại thôi. Còn cái tự nhiên của nó thì cứ để. Có gì đâu mà phải sanh thêm một cái khác nữa trong này được. Mà sanh thêm cái khác là nó có đúng không? Không đúng đâu. Cho nên Đức Phật nói pháp hiện tại không có thời gian. Thì Đức Phật xác định tâm có tham, tôi biết tôi có tham. Tâm không tham, tôi biết tôi không tham. Tâm có sân, tôi biết tôi không sân, tôi có sân. Tâm không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Rõ ràng Đức Phật xác định cho chúng ta biết pháp không có thời gian. Bây giờ tâm tôi không sân nè, tôi biết. Mà tâm tôi không sân nó sẽ ở đâu? Phải không? Nó sẽ ở trong thanh thản an lạc vô sự, chứ không lẽ nó ở chỗ không sân là cái nghĩa lý gì? Phải không? Rõ ràng là tâm tôi ở chỗ nào giải thoát tôi biết, mà chỗ nào không giải thoát tôi biết cái gì? Do đó mà tôi biết cái chỗ mục đích của tôi đạt được là phải chỗ này. Đơn giản quá, vậy thì tôi cần gì mà phải tu cái pháp nào nữa đâu? Phải không? Cái pháp rõ ràng rồi, vậy thì tôi sống có chướng ngại thì tôi đuổi đẩy lui, mà không chướng ngại thì tôi không đẩy lui. Cho nên thời khóa tu tập trong thời Đức Phật có phải dạy chúng ta có chướng ngại pháp thì đẩy lui, mà không chướng ngại pháp thì thôi, phải không? Mà sáng trưa chiều tối khuya có bao nhiêu đó thôi, làm có bao nhiêu đó thôi, thì ông Phật có dạy mình tu cái pháp gì không? Phải không? Đó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta biết cách thức tu tập rõ ràng, mà cái thời khóa của Đức Phật đã hồi ngày xưa Đức Phật đã để lại cho chúng ta thấy được cái thời khóa của Đức Phật và chúng tánh năng tu hồi đó như vậy. Đó là cách thức tu như vậy. Thì hôm nay các con đã rõ thấy thầy nhắc nhở trong vấn đề này là với một cái tâm tha thiết của thầy, mong các con sẽ được giải thoát như thầy, sẽ được làm chủ như thầy mới nói. Chứ còn lẽ ra thì mấy con tu sai thì mấy con chịu.
chứ đâu phải thầy chịu, thầy đã giải thoát rồi. Còn mấy con có tu giải thoát cũng đâu có giải thoát gì cho thầy đâu. Ai tu nấy đi, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi trên con đường đó được. Vì chính bây giờ thầy nhắc nhở là để tự các con cứu lấy mình, để ra khỏi sự đau khổ. Còn các con điên dại, phí cuộc đời của các con chạy theo những dục lạc nhỏ nhặt này. Mấy con thà là mấy con dục lạc là thẳng thừng mấy con ra đời, mấy con dục lạc chạy theo đầy đủ dục lạc, lưu manh đủ loại với thiên hạ đi, muốn cái gì cho đánh lộn cũng làm đủ cách đủ loại cho nó đã cái đời đi, rồi các con trở vào là thật sự dẹp bỏ hết. Còn bây giờ vừa hưởng dục lạc chút chút nhỏ nhỏ mà vừa lén, ví dụ như bây giờ các con sáng mấy con lén ăn cái bánh, nó có dục lạc gì đâu, tốt hơn ra ngoài tiệm kia gà ăn hủ tiếu, ăn bánh, uống cà pháo gì cho đã đi, nó phải ngon hơn. Còn giờ lén ăn cái bánh nó có mập béo gì được chút đâu, lén bẻ một trái cây ăn nó có mập béo gì đâu. Tu là tu mà không tu mà như vậy thì dục lạc nó nửa chừng, nó không có lợi ích gì cho mấy con hết. Cho nên dẹp sạch, bánh trái không để lợi, chiều nhất định không ăn, sáng nhất định không ăn, trưa ăn, chết bỏ. 7 ngày có 7 ngày mà đâu có gì đâu mà lâu mà sợ, 7 tháng đâu có gì lâu mà sợ. Còn giờ phải chi tu vô lượng kiếp thì thôi giờ tôi cũng ăn chút chút lén lén cũng được, để nó còn nhiều ngày nhiều giờ. Còn bây giờ nó chỉ có thời gian ngắn như vậy mà không quyết định cho mình được sao. Còn mình dục lạc, ra đời dục lạc đi, đủ mà loại là dục lạc. Ở ngoài đời nó đủ thứ dục lạc thì mình cứ thẳng cửa mình dục lạc với nó đi, ăn thua đủ với nó, đã rồi bây giờ vô đây nhất định là không dục lạc. Chứ đừng có dục lạc, nửa dục lạc mà nửa không dục lạc thì nó không có đủ ích. Thầy nói đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo là chỗ này. Đạo thì thật đạo, mà đời thật đời. Đạo thì thật đạo phải dưới luật nghiêm chính, mà đời thật đời thì phải ăn chơi đủ như ông út vậy đó. Nghĩa là cà phê, súc lá hoặc là xì ke ma tí gì ông đủ hết, rượu thứ nào ông cũng đủ hết, đó đời thật đời. Nhưng mà vào đây thì đạo thật đạo thì bỏ hết những cái thứ này chứ, mà còn vô đây mà còn nhớ chừng nó lâu lâu uống lai ra vài ly, một vài ly lon bia thì không được. Đó, cái đó là cái không được. Bởi vì đạo không đạo mà đời không đời, đời thì không dám hưởng nó nữa rồi, mà đạo thì không đạo, thì như vậy là mình lén lút làm cái chuyện là sai trái, không đúng cách đâu. Tu thật tu, mà không tu thì thôi, thà là mình phải cái nào nó ở một cái góc này, đừng có ôm đồm cả hai cái. Nghe đời với đạo mình ôm hết hai cái thì không được. Hầu hết là tu sĩ chúng ta bây giờ là ôm cả hai cái, đời mà lẫn đạo nữa. Đạo thì muốn làm Phật, mà đời thì muốn ôm vô. Thì thử hỏi làm sao mà ông Phật mà kỳ cục như thế, ngồi trên bàn mà đời đạo cũng muốn vậy hết thì sao được. Cho nên ở đây thật sự mấy con phải nỗ lực tu, đời là đời mà đạo là đạo. Nghĩa là còn một chút nào mà tâm dục lạc là phải tẩy trừ nó luôn. Vì đây là đạo chứ không phải bây đời. Vì đây là phải sống trầm lặng độc cư chứ không phải nghe ca hát, nghe băng, nghe này kia nữa. Dẹp hết tất cả những cái dục lạc này đi, thì như vậy mới là giải thoát. Cho nên tại sao mà thầy giảng 21 cuồng băng thay vì 70 cuồng băng, mà tới 21 cuồng băng là thầy dừng lại, thầy không muốn giảng nữa. Thầy nghĩ rằng người ta sẽ mượn băng thầy mà biến thầy trở thành đào kép để mà ca hát cho họ nghe. Cho nên thầy nói một số quý thầy mà cố gắng mà giảng băng cho nhiều á, chẳng qua là đào kép hát cho những cái người Phật tử nghe. Thay vì bây giờ người ta nghe những nhạc sĩ, nghe những đào kép hát, người ta nghe nó nhàm quá rồi. Bây giờ người ta nghe mấy ông thầy ca hát nó còn hay hơn chút, cho nên họ mới nghe. Còn bây giờ trái lại vì vậy mà khi mà thầy giảng 60 mấy cuồng băng, 61 cuồng, thì chấm dứt lại, nhất định là không nghe nữa, không giảng nữa. Thế mà hôm nay các con mỗi lần mà thầy nói chuyện á, thì các con muốn ghi lại những cái băng. Đúng, những điều có nhiều khi thầy tự xuất phát ra thầy nói, có nhiều cái bài rất là xúc tích, rất hay, có đầy đủ cái nghĩa của cuộc sống của con người. Có một cái nền đạo đức thật, có yêu quê hương, có một cái tình yêu con người. Nó được xúc tích đầy đủ những cái lòng yêu thương, gợi lên những cái lòng yêu thương của con người. Vì vậy mà những cái lời nói của thầy mà không lưu lại, không ghi lại kịp, thì khi mà thầy nói rồi thì chắc chắn là không nói lại lần thứ hai được. Cho nên ở đây thì những cái người mà muốn ghi lại một cái lịch sử thì đó là những cái cuồng băng mà ghi lại, hơn là những cái cuồng băng này để mà làm cho các con, để cho những người tu sĩ mà trở thành đi nghe nó thì không đúng. Mà nó chỉ là những cái lời nói để ghi lại một cái lịch sử. Cái lịch sử thì cái lời nói đó được ghi, đó là đúng. Còn để mà nói lải nhải cho các con nghe nó thì nó không đúng đâu. Bởi vì cái pháp các con đã biết rõ ràng là những cái pháp tu hành nó như thế nào rồi, thì cái nói này
nó chẳng qua để giúp cho những người người ta ghi chép lại lịch sử, chứ không phải là những cái lời nói này để cho các con còn nghe nữa. Hôm nay thầy nói các con nghe, các con hiểu rồi, các con lo tu, chứ không phải lấy cái cuộn văn này mà nghe đi nghe lại nữa, vô ích lắm. Thầy nói vô ích lắm. Những cái cuộn văn này để cho những người làm sử, người ta sẽ ghi chép lại cái lịch sử, cái lời nói của thầy ngày đó để dạy con người tu tập như vậy thì nó hay,